Sipa
ตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักขังปวาติตังอาปฏิวาติยังสมณเณนวาพระมณเณนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิnam mô Phật Thầy á,
Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh tu tập minh hạnh, từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka samayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyam bi mayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama tatiyam bi mayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đăng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh Thế Tôn, bậc ứng cúng đăng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đăng chánh biên tri. Buddhaṃ saraṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyam bi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyam bi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tati yambi putang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tati yambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tati yambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tati yambi sangham saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tati yambi sangham saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Ba na ti ba ta we ra ma ni sa kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Ba na ti ba ta we cha ma ni sa kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adina dana we ramani sikha badang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adina dana we ramani sikha badang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Abrahmacharya về Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh. Abrahmacharya về Chamani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh. Musawada we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Surada tha về ramana banang samami. Đệ tử nguyện giữ giới không rượu và các chất sai. Surame sayama chappama dathana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Vikalapho sana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapho sana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacha gita vadita visu kadasana ma la gan thao đề bà đà thà ra na mạnh đà na vi hù sa na thà na về ra ma ni sa khá bà đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacha gita wa dita wisu kadasana ma la gan tha wi le panatha janam man dana wifu sanathana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ukya siyana maha siyana we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang athang gassamana gattang puttapanyatang uposathang imang charatin imang chadivasang sammadeva afirakitum sammadiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani tha si kha ba da ni bo sa si va la se na iman ya ra ta na iman chi di va sang sa thu kang ka to wa a pa ma de na sam ma ra ki tap bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy về bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chăng nên với vui. À, Ma Phan Tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tân nhân tê, si lê na phô ga sa ba đa, si lê na nịp bụt tân nhân tê, ta sma si lăng vui sô ta ye. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Bà quả tu sắp bà mang ngà lăng ra khăn tu sắp bê đê. Nữ khóa quê nơi xa đà, xa thị phong quanh trú trê. Bà quả tu sắp bà mang ngà lăng ra khăn tu sắp bê đê. Quả tu sắp bà thăm má nữ khóa quê nơi xa đà, xa thị phong quanh trú trê. Bà quả tu sắp bà mang ngà lăng ra khăn tu sắp bê đê. Quả tu sắp bà sẵn khá nữ khóa quê nơi xa đà, xa thị phong quanh trú trê. Tất cả phú áo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, và do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ sa thủ lành thai lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con kính đảnh lễ và thành kính tri ân chúng tòa minh hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con.
Con thành kính đảnh lễ Ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ Tượng Tòa Giác Đẳng, con thành kính đảnh lễ Siêu Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, sa thú lành thay. Kính trường Thượng Tọa Minh Hạnh đã thay mặt cho Tăng Quyền Pháp Quang Trại Giới cho hàng Phật tử, và cảm ơn Sư Quỳ Ngọc đã thay mặt cho tử thọ Pháp Quang Trại Giới. Tiếp tục chương trình. Đây là chương trình Phật Pháp đã thay mắt trên Phật Thoát. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Còn là nhiều việc. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Phật chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma. Thì Kheo Giác Đẳng biên soạn bài 46 thuộc tánh vô tham. Alopache Tassika sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Thầy Tăng. Kính bạch quý đại kính thưa quý vị Phật tử, có 6 căn vô lậu, 3 căn bất thiện là tham sân si, và 3 căn thiện là vô tham vô sân vô si. Như vậy cái thuộc tánh vô tham nó ngoài cái đặc tính là làm cho các hoạt động sinh không có bị dính mắc đối với cảnh. Ngoài ra đó thì thuộc tánh vô tham nó còn đóng cái vai trò là gốc rễ của pháp tịnh hảo. Tại sao vô tham vô nhiễm lại là gốc rễ của pháp tịnh hảo, cũng như vô sân cũng là cội rễ của pháp tịnh hảo? Hôm nay chúng ta chỉ có học mỗi một thuộc tánh vô tham mà thôi, và chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Và hôm nay sau khi dẫn nhập xong, chắc có lẽ là chúng tôi phải nghỉ ngơi một chút, bởi vì chúng tôi đi suốt cả ngày đi hai chỗ, cho nên bộ xe bị kẹt xe về tới rất là mệt. Và nếu đến cái giờ thảo luận mà chúng tôi khỏe thì chúng tôi sẽ vào để tiếp và thảo luận. Xin Thượng Tọa Giác Đẳng quan hỷ giảng giải cho bài học này. Bây giờ thì xin mời cô Lâm Nhật Nguyệt đọc cho chánh kinh, chánh văn rồi
sau đó thỉnh tương tự Phật đẳng. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá Sa Thứ Lành Thầy. Chúc con kính chân thưa Thầy Tỷ Siêu đã diễn nhập cho bài học hôm nay. Được chương trình con xin được tập Phật chánh văn. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 46 thuộc tánh vô tham. Alopha Chetasika. Thuộc tánh vô tham Alopha Chetasika là một trong 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, có nghĩa là có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Thoạt nghe tên gọi thuộc tánh này có thể khó lượng định hết tầm mức quan trọng, ngay cả trong danh mục được liệt kê sau tính, niệm, tàm, quý cũng không vì vậy mà được hiểu là kém cạnh. Hiểu chính xác thuộc tánh vô tham là gì? Trước hết, nên biết chữ vô tham ở đây không chỉ đơn giản là không có. Có những tâm không có thuộc tánh tham nhưng không gọi là tâm tịnh hảo vì thiếu thuộc tánh vô tham như các tâm vô nhân. Vô tham là một trong 6 căn cội tâm lý tạo nên hiện tượng bất thiện và tịnh hảo. 6 căn cội này hay gọi chính xác là 6 nhân có ảnh hưởng lớn đối với tâm ý. Cách dùng từ vô tham alopha rất tốt để không nói quá nhưng lại nói thiếu. Không phải khi có tâm vô tham có nghĩa không bám víu, còn có nghĩa xa hơn là từ bỏ, xả ly. Tánh tịnh hảo khác thuộc tánh vô tham cần hiểu theo chiều nhiều khía cạnh. Thuộc tánh vô tham hiểu theo cách nói vĩ mô. Thử dùng hai thí dụ sau để hiểu về ý nghĩa của vô tham. Có lúc người ta chế tạo điện thoại cầm tay tuy mẫu mã đẹp nhưng lại bị lỗi và thường lưu lại vân tay hay các vết bẩn. Giữ lại vết bẩn được thí dụ cho thuộc tánh tham. Có những kim loại không lưu lại vết bẩn, không vướng mắc chưa hẳn là vô tham. Thí dụ như lá sen gặp sương sớm hay mưa chiều không bị thấm ướt vì có lớp bao trơn láng, oxycoat. Lớp bao đó có thể thí dụ cho thuộc tánh vô tham. Như vậy, vô tham ở đây không đơn thuần là không dính mắc, mà là chất liệu khiến tâm không dính mắc. Vô tham hiểu theo cách nói đại loại. Trong cách nói đại loại, căn vô tham là căn bản để thể hiện sự xả ly, từ bỏ, bố thí, xả tài. Một người không lấy của phi nghĩa cũng là vô tham. Chia sẻ những gì mình có cũng là vô tham. Một bậc quân vương từ bỏ ngai vàng đi xuất gia cũng là vô tham. Một thiền giả chứng sơ thiền rồi tiếp tục bỏ trạng thái sơ thiền để tiến lên nhị thiền cũng là vô tham. Một bậc tu chứng tuệ giác nhìn thấy tất cả sở đắc, sở chứng không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, cũng là vô tham. Vai trò của thuộc tánh vô tham trong các tâm tịnh hảo. Có thể hiểu, thuộc tánh vô tham khiến cho tâm ý tiếp tục đi tới một cách trơn tru mà không bị vướng mắc. Thí dụ, như một nhóm học sinh đi du ngoạn, có một người đi theo chịu trách nhiệm nhắc nhở cả nhóm đi đến nơi, về đến chốn, chứ không phải vì một vài nơi quá đẹp, quá vui mà quên cả đường về. Ngữ và nghĩa. Đức Thế Tôn là Đấng Pháp Vương, ngôn ngữ mà Ngài dùng để tuyên lưu chánh pháp phong phú mà chân xác. Người học Phật cần lưu ý cách dùng từ theo thể phủ định. Thí dụ, thay vì nói về khổ đau và hạnh phúc thì Phật dạy sự khổ, thì Phật dạy khổ và sự diệt khổ, Nirodha. Hạnh phúc đôi khi mang nhiều ý nghĩa như sự diệt khổ để nói niết bàn. Trong trường hợp chữ vô tham và xả ly đối với thuộc tánh alopha cũng cần được cân nhắc, nên cẩn thận. Tất cả những trạng thái quảng đại, hào phóng, xả tài đều là thể hiện nổi trội của thuộc tánh vô tham. Nhưng đối với đời sống hàng ngày, thuộc tánh vô tham, những tâm tịnh hảo thường đơn giản là trạng thái không vướng mắc. Nếu có vướng mắc thì không thể đi tới một cách thanh thản, nhẹ nhàng. Có thể hiểu là trạng thái không nặng lòng. Hình ảnh minh họa. Này bên hình ảnh có hai hình ảnh. Một hình ảnh phân chia 52 thuộc tánh và một hình ảnh thuộc tánh vô tham.
điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là thuộc tánh tàm, thuộc tánh quý. Bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh vô sân. Chánh văn đến đây đã chấm viết, chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thần tòa tự giác đẳng từ bi trước giảng bài học Nam Mô Bổn Thầy nhé. Kính thưa lễ chư, tôn đức xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học một ở trong 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành. Như chúng ta có được nghe ở trong những bài học trước, đó là có những thuộc tánh mà có mặt ở trong tất cả tâm tịnh thảo, tức là tâm tốt đẹp. Và 19 thuộc tánh đó, như là tín, niệm, tạm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, v.v. Thì khi mà chúng ta mới nghe, chúng ta có thể liên tưởng đến một cái gì rất là đậm chất Phật Pháp. Điều tín niệm tàn quý. Nhưng mà kỳ thật thì những thuộc tánh này có mặt ở trong tất cả những cái tâm tốt đẹp. Lấy ví dụ là một người lớn lên ở một cái nền văn hóa xa lạ, không biết gì về Phật Pháp. Có một buổi sáng người đó đi bộ dọc theo triền núi để nhìn ngắm cảnh thiên nhiên. Người đó đi đứng một cách khoan thai, tâm hồn thanh thản. Thì cái tâm tịnh hảo đó, nó có những cái tố chất, có những cái thuộc tánh mà tín niệm tạo quý, vô tham, vô sân, hành xả. Vì vậy chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là những thuộc tánh này, nếu chúng ta hiểu một cách rất là đậm chất Phật giáo, tức là hiểu theo cách nói đại loại đó, thì chúng ta sẽ hiểu sai cái bài học mà chúng ta rất cần hiểu những thuộc tánh này ở trong cái ý nghĩa căn bản nhất. Và cũng có một điều khiến cho chúng ta dễ bị hiểu lầm đó, là cái thứ tự ở trong cái danh mục khi mà sắp đặt các thuộc tánh đó, ra thì nó không hẳn nói điều gì hết về cái cách quan trọng. Ví dụ như là ở trong những thuộc tánh tịnh hảo đó, thì chúng ta đã đi qua niệm, tạm, quý, và ngày hôm nay chúng ta mới vô tham. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà vô tham cả, nó lại là một thuộc tánh bình thường như những thuộc tánh khác. Mà thật ra ở trong 6 cái căn cội của tâm là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, thì ở đây là một trong 6 cái căn cội mà tạo nên cái hiện tượng gọi là tâm bất thiện hay là tâm tịnh hảo. Thì chúng ta phải lưu ý về điểm này. Cũng giống như là khi mà chúng ta học vào những thuộc tính tự tha biến hành là xúc thọ tưởng tư định mang căn tác ý, thì những cái như là thọ, tức là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, tư là nói về nghiệp, thì những cái thuộc tánh này nó đứng lưng chừng ở giữa, nhưng mà không nghĩa là vì vậy nó không quan trọng. Quan trọng, nhưng mà trong cách sắp xếp của thắng pháp á, thì chúng ta chuyện nào ra chuyện đó. Thì đó, đừng lấy cái thứ tự đó mà nghĩ rằng
nó quan trọng hay không quan trọng. Thì thưa quý vị, một cái đặc điểm mà chúng ta nên hiểu là con người chúng ta đó, trong cái quan niệm cuộc sống bình thường, là hạnh phúc có nghĩa là mình thích thú, mình vướng mắc với cái gì đó. Ví dụ như có những người buổi sáng phải có cà phê, có cà phê thì rất là hạnh phúc. Có những người họ đi xa hơn là phải mặc bộ đồ rất đẹp thì họ mới thoải mái, mặc bộ đồ không đẹp thôi không thoải mái. Hay có những người họ đi xa hơn là họ phải có một ly cà phê đen, một điếu thuốc thì họ mới cảm thấy tinh thần phấn chấn. Khi mà họ không có điếu thuốc, không có ly cà phê thì họ cảm thấy rằng nó thiếu một cái gì đó. Thì thật ra khi mà chúng ta được ăn ngon, được mặc, được hưởng thụ những cái thứ mà mình rất là quen thuộc thì mình nghĩ rằng à, mình đang được hạnh phúc. Nhưng mà trong một cái nhìn khác thì đó là một sự lệ thuộc. Và sự lệ thuộc đó, đó nó khổ bởi vì nó có hai mặt. Cái hai mặt của nó là một đó, là có thì vướng mắc, không có thì bực bội. Tức là có thì tham, không có thì sân. Nói điều này thì chúng ta có thể cảm nhận một cách rất là dễ dàng. Là ví dụ như chúng ta không hút cần sa ma túy. Thì thật ra thưa quý vị, nghe tới cần sa ma túy chúng ta rất là lãnh đạm. Chúng ta nghe nói chúng ta không có chuyện gì hết. Nhưng mà với một người đã nghiện cần sa ma túy rồi, thì họ đi vào hai cái thế giới. Một là có đó, thì cảm thấy rất là phê, rất là thích. Mà không có đó, thì họ cảm thấy nó bị thiếu thốn. Thiếu thốn đến mức độ khổ sở, khó chịu. Thì như vậy con người của chúng ta đó, là nó luôn luôn như một cái quả lắc của đồng hồ. Là nó một bên cái mà mình rất thích, một cái mình không thích. Cái rất thích thì mình dính mắc, và cái không thích chống chế, mình phản đối, bực bội. Và cả hai điều này đó, nó có cái tỷ lệ nghịch với nhau. Xin lỗi, tỷ lệ thuận với nhau. Hãy mình càng thích thì mình càng dễ giận. Bình thường thì chúng ta không thấy cái vấn đề gì hết. Chúng ta hoàn toàn không thấy vấn đề gì. Tại sao cái sự tham luyến mà nó có vấn đề đời sống? Tham luyến nó cho chúng ta sự thích thú, nó cho chúng ta sự hưng phấn. Chứ tôi muốn lấy một cái ví dụ là có một năm chúng tôi làm một cái lễ khánh thành chùa. Đúng là khánh thành tăng xá. Và trước lễ khánh thành tăng xá đó, thì Hòa Thượng nói với chúng tôi rằng Ngài muốn có một cái thư viện ở trong chùa. Và vì chúng tôi có cũng mười mấy ngàn quyển sách, do đó chúng tôi thấy Ngài rất là muốn, nên chúng tôi bỏ thì giờ ra, dĩ nhiên là dùng toàn lực ra để mua những kệ sách về, đồng thời làm một cái thư viện ở trong một thời gian cấp tốc của 7 ngày thôi. Thưa quý vị, khi mà kệ sách và bàn ghế đã được bài trí trong thư viện rồi đó, thì cái công việc kế tiếp của chúng tôi đó là chất sách lên.
Thì sách ngoài kho đem về đó, chúng tôi đã phân loại sẵn tủ sách nào là Phật học, sách nào là về văn học, sách nào là về sử, về tôn giáo, v.v. Chúng tôi phân loại từng đống về. Và lúc bây giờ thì chúng tôi có nhờ một số Phật tử, mà những vị này chịu khó đó, đến để mà xếp những cuốn sách này lên trên cái thư viện. Và chúng tôi nói rằng chỉ có 4 tiếng đồng hồ cuốn sách, vì sau đó chúng tôi cần làm một vài công việc trong thư viện nữa. Thì lúc đó có 3 người Phật tử nói với chúng tôi rằng họ rất là thích làm công việc đó, và họ tình nguyện để vào làm công việc này. Thì chúng tôi rất là hoan nghênh. Chúng tôi mời 3 vị đó vào trong thư viện để làm công việc xếp sách lên. Thì theo ước tính của chúng tôi đó, nếu một người mà họ làm việc tương đối là nhanh nhậu, thì trong 1 tiếng đồng hồ họ sẽ xếp 3 tủ sách. Và chúng tôi nói rằng không cần phải tuyển lựa, không cần phải lựa chọn. Chúng tôi lại để từng đống sách sẵn rồi, quý vị chỉ chắc lên, chắc làm sao cho nó ngay, cho nó bằng, để nhìn đẹp thôi. Rồi xong lễ rồi mình hãy phân loại sau. Chúng tôi lo làm việc ở bên ngoài cho đến 3 tiếng đồng hồ sau chúng tôi trở lại. Thì trong lòng chúng tôi nghĩ rằng ít nhất là đã hơn 2/3 công việc hoàn tất. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng tôi trở lại rất là ngạc nhiên là công việc chưa bắt đầu được 1/10 nữa. Thì chúng tôi hỏi tại sao vậy? Thì quý Phật tử họ nói rằng tụi con vừa chắc sách mà tụi con thấy nhiều sách hay quá, và tụi con phải phân loại ra, vân vân. Thì chúng tôi nói thật ra mình không có cần phân loại, chỉ cần chất lên chỗ đẹp thôi. Bây giờ quý vị khoan hỷ là tôi có thêm, tôi để cho các vị thêm 3 tiếng đồng hồ nữa. Đừng phân loại nữa mà tiếp chất lên. Nhưng mà rồi nửa giờ sau chúng tôi trở lại, chúng thấy công việc đó không có tiến bộ. Nó tiến rất là chậm. Thì bây giờ chúng tôi mới hiểu ra một chuyện đó, là trong 3 người mà chúng tôi nhận chắc sách đó, có 2 người rất là mê sách. Họ rất là mê sách. Khi mà họ đụng tay vào trong cái thư viện của chúng tôi đó, thì họ cầm quyển này lên đọc, quyển kia đọc. Họ cứ lo đọc sách thôi mà không chịu làm công việc. Không chịu làm, họ cứ cầm hết quyển kia. Mà chúng tôi phải năn nỉ họ là bây giờ đã hết giờ rồi, quý vị quan hệ rời cái phòng sách ra để chúng tôi đóng cửa lại, chúng tôi cần làm việc khác. Và sau đó chúng tôi phải gọi điện thoại nhờ 6 người Phật tử khác, mà họ đi làm về, họ chạy lên để họ làm giùm. Thì thưa quý vị, 6 người này họ ra làm nửa tiếng làm xong thư viện. Thì vấn đề là không phải là 3 người kia không biết cách chất sách, nhưng mà 3 người kia họ có vấn đề là họ quá mê sách đi. Trong 2 trong số đó, là họ cứ vừa làm, họ cầm quyển sách lên họ đọc, họ làm đọc như vậy đó, rồi nó mất rất nhiều giờ mà không làm được chuyện gì hết. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng của cuộc sống. Nhiều lúc chúng ta cần đi tới, nhưng mà trong cái việc đi tới đó, chúng ta lại không đi được, tại vì chúng ta có vướng mắc. Như là quý vị nào có con á, hồi nhỏ dặn là con đi học á, đi đâu thì đi đến nơi về đến chốn. Nhưng mà đi dọc đường có chuyện thích quá, có chuyện thích quá nè, nó ở lại, nó đi chơi hay là theo bạn bè hay vân vân, về nhà trễ, cha mẹ lo lắng, không biết con mình sao. Thì cái chuyện mà đi đến nơi về đến chốn đó, là nó do một chuyện là như vậy, là mình phải có khả năng bỏ lại sau lưng tất cả những cái cám dỗ, những cái quyến rũ, những cái mà làm cho mình bị kẹt, bị vướng vào. Và ở đây ấy, thì đặc biệt là chúng ta hiểu cái đặc tính của vô tham.
Chúng ta khoan nói đến cái ý nghĩa về Phật pháp hay nghĩa về luân lý, về đạo đức. Đơn giản một điều rằng nếu chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta chỉ tập trung làm sao mà làm cho nó hoàn tất công việc đó một cách thủ thiếp, đâu ra đó, từ đầu chí cuối, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ làm được việc. Nhưng mà để công việc nó trơn tru, nó đi tới mà nó không có bị vướng vấp, thì nó phải có đủ cái tính là cái gì nắm được thì buông được, cái gì nhấc lên được thì đặt xuống được. Còn nếu mà nắm được mà không buông được, nhấc lên mà không đặt xuống được, thì chúng ta có vấn đề. Thì như vậy, cái đặc tính của thuộc tánh vô tham đó là cái tố chất khiến cho chúng ta có thể buông bỏ, có thể không vướng mắc. Nhưng mà ở đây đó quý vị phải coi chừng. Chúng tôi có đưa ra hai cái thí dụ mà mình phải đặc biệt rất là bén nhạy với hai thí dụ này. Bây giờ trước mặt chúng tôi là một cái mặt bàn. Cái mặt bàn bình thường á, cái tay chúng tôi rờ sờ ngang đó thì nó láng, nó trơn nhẵn như vậy. Nhưng mà nếu chúng tôi đổ lên trên đó, làm rớt trên đó một chút cà phê sữa hay là chất ngọt, thì chúng tôi sờ tay lên, có khi mình không thấy cái chất ngọt đó, mình nó rít. Nó rít, nó làm tay bị dính lại. Cái đó được ví dụ như là tham. Dạ, nó khiến cho mọi việc nó bị vướng mắc, nó không có trơn láng. Nhưng mà ngược lại, khi mà chúng tôi lau sạch cái đường đó đi, lau sạch cái mặt bàn, thì nó không có nghĩa là cái sự lau sạch đó là vô tham, không phải vậy. Mà vô tham phải được hiểu một cách khác đi. Đây là lý do tại sao chúng tôi dùng một cái ví dụ thứ hai. Và cái ví dụ này được xài trong sớ giải rất nhiều. Và các vị giảng sư cũng như là những người học đó, đôi khi đọc sai cái thí dụ này. Đó là cái ví dụ giọt sương ở trên lá sen. Vị nào mà đã có từng ở trong chùa hay là ở trên ở đâu có nhìn thấy cái lá sen, thì lá sen nó có đặc biệt, đó là quý vị đổ nước lên trên đó, dù là nước trong ly quý vị đổ lên, hay là mưa xuống, hay là sen rơi xuống, thì nó không làm ướt lá sen. Khi cái giọt nước đó nó đi qua rồi, thì lá sen vẫn lá sen, nó không bị ướt. Thì có nhiều người hiểu rằng thuộc tánh vô tham là nước, hay thuộc tánh vô tham là lá sen. Thật ra hiểu như vậy là không đúng. Nước nên hiểu là cảnh, và lá sen hiểu là tâm. Nhưng mà thuộc tánh vô tham á, là cái mà một cái lớp mà người ta gọi là quát sinh khâu, ở trong tiếng Anh quát sinh khâu, tức là một cái lớp bao lá sen mà nó làm cho trơn mình và nước không có thấm được. Cái quát sinh khâu chứ, cái lớp trơn mình đó, nó chính là đặc tính vô tham. Đặc tính vô tham tức là nó khiến cho lá sen không có giữ lại nước. Quý vị nhớ rằng ở trong cái thí dụ giọt sương trên lá sen á, thì vô thuộc tánh vô tham không phải là nước, mà cũng không phải là lá sen. Nước chỉ cho cảnh và lá sen chỉ cho tâm. Nhưng mà cái thuộc tánh vô tham á, được ví dụ như là cái lớp mỏng ở trên lá sen, và lớp mỏng nó khiến cho lá sen không có bị dính nước, không bị ướt với nước. Thì như vậy, vô tham không phải đơn thuần là sự vắng mặt của tham, mà vô tham là một chất liệu khiến cho tâm không bị vướng mắc. Và nó cũng giống như là một cái lớp mà bao ở trên lá sen, khiến cho phát sinh khâu tinh đó, nó làm cho lá sen không bị thấm được. Và chúng ta phải hiểu như vậy. Thưa quý vị, à,
ở trong một cái cách hiểu nào đó mà chúng ta học về các thủ tánh định hảo đó, và kể cả số thủ tánh tự tha, thì chúng ta phải hiểu rằng nó từ cái tế cho đến cái thô, từ cái vĩ mô cho đến cái đại loại, nó cùng một trạng thái nhưng mà nó có nhiều cái chiều kích khác nhau. Ở đây trong cách hiểu vĩ mô đó, là tham là một chất liệu khiến tâm không bị vướng mắc. Nhưng mà trong cái cách nói đại loại đó, thì chính vô tham nó là một cái căn bản của sự xả ly, sự chia sẻ, hay là hào phóng quảng đại, hoặc là xả tài, tất cả những điều bị hộ luôn ngoài. Chúng ta có 10 độc, nhưng mà mình thấy có người nào đó đang đói, mình lấy 5 đồng mình cho họ. Cái khả năng mà rứt ra 5 đồng để cho người đó, thì ở trong đó nó phải có cái chất của vô tham, để chúng ta tiếc thì chúng ta có thể cho được. Hay hoặc giả là một cái người mà nói là cho đi mà không đòi lại bao giờ được, thì ở trong đó họ có một cái đặc tính vô tham. Ở trong đây chúng tôi có nói về cái tất cách vĩ mô đó, mà chúng ta phải đọc về vô tham có nhiều chiều kích khác nhau để chúng ta thấy hiểu. Bây giờ chúng ta nói là Adinadana Viramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin hành trì cái học giới đó là không lấy của không cho, hay là lấy của phi nghĩa. Cái đó là vô tham. Ví dụ như là mình thấy có ai rớt một cái bóp, ở trong bóp có tiền và có giấy tờ của vật quý, mình tìm cách để trả lại họ mà mình không nhân cái đó lấy riêng của mình, cái đó là sự vô tham. Một người mà mình đang có bữa ăn dọn sẵn, mình thấy nó ngon, thay vì mình ăn hết, mình sẽ chia sẻ cho người khác, thế đó là vô tham. Một bậc quân vương từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, như trường hợp của ngài Siddhartha, thì cái đó cũng là một thể hiện của vô tham. Nhưng mà trong cái sự tế nhị, ví dụ Đức Phật ngài dạy rằng một người tôn tập mà chứng sơ thiền, đó là một sự thành tựu quan trọng. Nhưng mà từ sự thành tựu đó, người dậm chân một chỗ mà có khả năng rời bỏ sơ thiền để đi đến tầng thiền cao hơn là nhị thiền, thì cái đó cũng là vô tham. Một người mà đối với tất cả những cái sở đắc sở chứng, thay vì ôm lấy nó, chấp thủ lấy nó, thì có đủ cái chánh trí để quán niệm rằng đây không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta, tại vì nó cũng vô thường. Cái đó cũng là vô tham. Thì như vậy trên phương diện nói đại loại đó, thì vô tham nó có cái chiều kích rất lớn và có ảnh hưởng rất là sâu sắc. Sâu sắc lắm. Một người mà không có thuộc tánh này, thưa quý vị, họ vướng pháp đủ thứ hết. Đối với tất cả chúng ta đó, thì cuộc sống là một hành trình của tham vọng, của bám phiếu. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại toàn bộ cuộc sống đó, mà chúng ta có thể đi tới, có thể tiến bộ được, là do chúng ta dám bỏ lại sau lưng và chúng ta không bị vướng pháp. Ở bên Mỹ này, thưa quý vị, là nước Mỹ là một nước có một cái cơ hội rất lớn cho tất cả mọi người. Nhưng mà nước Mỹ nó cũng có vấn đề là trong những cái cuộc bầu cử, người ta thường tìm thấy một cái thành phần người ta gọi là non-college white, hay là non-college educated black, non-college educated white, tức là những người không có bằng college, không có bằng đại học. Thì con số này rất là nhiều. Con số này rất nhiều. Và đáng là và sẽ làm chúng ta rất là ngạc nhiên. Và ở đây là một cái cửa ải mà những người trẻ cần phải đi qua. Nếu chúng ta may mắn
mà khi mà học xong trung học thì quý vị có cha có mẹ có người khuyên là nên tiếp tục học lên đại học, còn trẻ còn sức học thì nên học. Nhưng mà ở đây phải nói một điều rằng cái tuổi mà 18, 19 là cái tuổi ham chơi, là tuổi đua đòi. Ở Mỹ này nó có cái trường hợp như vậy là học xong trung học có bằng high school, và nếu mà bỏ học được, không đi học nữa mà đi làm thì cũng dễ kiếm việc làm. Có thể làm ở những tiệm bán thức ăn nhanh như là McDonald's, Burger King, có thể làm cashier ở các siêu thị, và có thể làm nhiều việc khác. Lương thì nó không cao nhưng mà sống được. Và khi đi làm như vậy thì có thể tích góp được tiền mua chiếc xe, rồi mướn căn nhà, rồi bắt đầu cuộc sống. Từ từ rồi tích tiểu thành đại thì cũng sống được. Nhưng mà vấn đề là như vậy. Nếu có một người, như ví dụ như là trường hợp sư Nguyên Thông ở đây, khi sư còn làm cư sĩ đó, sư có những người con ở trong nhà, học xong trung học rồi, thì khuyến khích vào trong trường đại học. Thì khi con lên đại học đó, thì nó phải chịu khó, tặng tiền, không có xài phung phí trong thời gian đó, đều sống nhờ vào cha mẹ, và cha mẹ cũng hy sinh. Nhưng mà nếu chịu khó hy sinh 5 năm, 7 năm, thì con có thể ra bác sĩ, ra dược sĩ, nó ra bằng tiến sĩ thì nó nhờ cái thân hơn. Là trong 5 năm, 7 năm đó mà không chịu khó, thì có bằng trung học cũng sống được. Hay làm gì ở Mỹ không có bằng cấp giờ sống cũng được. Ở đây là phải không bằng cấp sống cũng được. Nhưng mà như vậy, tất cả chúng ta thường quan niệm rằng mình sẽ đi tới với cuộc đời này bằng cái sự vương mang, bằng cái sự dính mắc, bằng cái sự chấp thủ. Nhưng mà kỳ thật, nếu chúng ta nhìn theo một góc nhìn khác đó, là chúng ta đang đi tới là bởi vì chúng ta không bị vướng víu. Giống như mình đi ngang khu rừng mà chúng ta bị chụp hố, chúng ta bị kẹt chân, chúng ta bị gai gốc kéo níu lại, chúng ta sẽ đi chậm. Bởi vì Vũ Hoàng Chương nói rằng ta vang các bụi bên đường, dù nhơ, dù sạch đừng vương gốc này. Nó đừng vương vào gốc để sao? Để nhẹ nhàng đi tới, để tiếp tục đi tới. Và cái khả năng tiếp tục đi tới đó, nó không phải chỉ đơn thuần là cái sức đi tới, mà nó còn cái khả năng là bỏ lại. Và cái này là khó, rất là khó. Dĩ nhiên là chúng ta không nói đến một cái tâm trạng thoát ly của Dũng và Loan ở trong tiểu thuyết của Từ Lực Văn Đoàn hồi xưa. Nhưng mà chúng ta phải nói như vậy là hãy mình muốn tiếp tục đi tới thì nó không có nên vướng mắc rồi. Vướng mắc thì không đi tới được. Một người mà hiểu được điều này thì chúng ta có thể nhận được cái giá trị của cái gọi là thuộc tánh vô tham. Thuộc tánh vô tham á, nó là khả năng cái gì nhấc lên được thì đặt xuống được, cái gì nắm được thì buông được, đến được thì đi được, thành tựu được thì có thể bỏ lại sau lưng được. Đó là cái thuộc tánh vô tham. Thì cái thuộc tánh đó nó có thể thể hiện từ ở trong cái lớn và cái nhỏ, từ ở trong cái mà chúng ta nghĩ rằng nó rất là dễ hiểu, dễ thấy. Bây giờ quý vị thấy một người Phật tử đến chùa để làm chủ lễ cúng dường Ekachina thì có thể được, có thể nói là tánh xả tài. Nhưng mà ngay trong cuộc sống hàng ngày, ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu cái gì mà chúng ta cũng giữ hết thì sẽ có vấn đề. Chúng ta nhớ rằng chúng tôi phải dọn cái nhà kho. Thì có những người Phật tử họ dọn
sạch, có những người Phật tử dọn không sạch. Tại cái người Phật tử mà họ dọn sạch đó là họ họ dám quăng, dám bỏ. Có những, nếu mà chúng ta nói cái nào cũng nên giữ hết, thực ra nhiều thứ lắm, nhưng đôi lúc phải quăng đi. Cái khả năng giống quăng đó, nó cũng là một cái ví dụ về tánh vô thần. Bây giờ thì trên phương diện ngữ và nghĩa đó, thì chúng tôi nói như vậy là khi mà Đức Phật Ngài ra đời, Ngài tuyên thuyết giáo pháp, thì có một điều mà không tránh khỏi đó là Ngài phải sử dụng những cái thuật ngữ quen thuộc ở trong cái nền văn hóa của Ấn Độ thời bấy giờ. Và chúng ta nhớ như vậy là đối với chúng ta ngày hôm nay học Phật Pháp là có một, cả một kho tàng. Kho tàng chữ Phạn, kho tàng chữ Hán. Và chúng ta có thể tung căng trong đó. Chúng ta có thể hy lận trong đó. Chúng ta sẽ dùng từ vựng này, xài từ ngữ kia đủ cách. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài mới bắt đầu tuyên lưu chánh Pháp thì có những khái niệm mà ở qua đó Ngài phải chọn lựa những cái từ trên tích hợp. Ví dụ như trong cái pháp, bài pháp đầu tiên của Đức Phật, Ngài giảng về tứ đế đó, thì Ngài nói rằng đây là khổ, đây là nhân sanh khổ. Nhưng mà đối lập với sự khổ thì Ngài không nói đây là hạnh phúc, hay là con đường dẫn đến hạnh phúc. Mà thay vì nói hạnh phúc, Ngài nói đây là sự diệt khổ, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Thì khi mà chúng ta nói diệt khổ, Nirodha, có nghĩa là chấm dứt tất cả khổ đó. Thì cái này đó, nó là một sự lựa chọn của Đức Phật. Không phải là Đức Phật Ngài không biết cái chữ xuất khác. Ngài đã từng nói rằng Nippanam Param Sukham, Niết Bàn hạnh phúc tối thượng. Nhưng mà nó là bên đây là đúc khá, bên người xuất khá. Thì đúng là nó đối nhau. Nó đối nhau một cách rất là chăn chát, một cách rất là rõ nét trên phương diện ngôn ngữ, đúc khá và xuất khá, đau khổ và hạnh phúc, khổ và lạc. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài không dùng chữ đó. Ngài xài là đúc khá là khổ, Nirodha là sự diệt khổ hay là khổ diệt. Rất khi mà chúng ta học Phật Pháp đó, chúng ta phải để ý những cái từ mang tới cách phủ định. Trong từ phủ định đó, không nên hiểu đơn thuần là không có cái kia nghĩa là cái này, không trắng có nghĩa là đen, không phải vậy. Ở đây lô pháp là tham, alô pháp là vô tham. Thì cái vô tham này không đơn giản là chỉ có vắng mặt của tham, những tâm vô nhân cũng vắng mặt của tham, nhưng mà không gọi là tỉnh thảo. Chữ alô pháp ở đây dịch là vô tham, là có một cái chất liệu, mà chất liệu này khiến cho tâm không bị vướng vấp, không bị dính mắc. Cái không vướng mắc, không dính mắc, dính dấp, dính mắc này đó, nó cho một cái chất liệu. Và chất liệu đó, nó là một chất liệu thực sự, chứ không phải đơn giản là sự vắng mặt của tham. Chúng ta phải để ý về điều này, rất là quan trọng. Có vô số trường hợp, như là mình nói rằng vô minh. Vô minh không đơn giản là vắng mặt của sự minh triết, của tuệ giác. Bộ vô minh ở trong đó còn có nghĩa là sự mê mờ. Và sự mê mờ đó ở trong nhiều hình thức thô hoặc tế. Rất nhiều thí dụ mà Đức Phật Ngài dùng cái tính cách gọi là phủ định. Và phủ định từ. Và trong trường hợp này là vô tham, tuần tới này chúng ta học về chữ vô sân của Ngài. Dạ, vô sân không có nghĩa là không sân là vô sân, mà vô sân nó còn có cái trạng thái gọi là mát dịu, hòa dịu, dễ chịu. Thì cái trạng thái mát mẻ đó, đó là vô sân, chứ không phải là không có sân là vô sân. Dạ, do vậy khi mà mình học Phật Pháp đó, thì cố gắng chú ý những phủ định từ. Ở trong bài học này, chúng tôi có nói một điều rằng
khi mà cái trạng thái không có vướng mắc mà phá là vô tham, nó là tốt, là nói không quá, nhưng mà lại nói thiếu. Nó không quá dư, nhưng mà chưa đủ. Nó không quá dư có nghĩa là trong cái chữ vô tham đó, nó không có chuyện gì mà phải đặt vấn đề hết. Tại vì đôi khi chúng ta nói là đối lập với tham có nghĩa là sự quảng đại, sự từ bỏ. Dạ. Có khi đối lập với tham á, nó chưa hẳn là có sự từ bỏ, chưa hẳn là sự quảng đại. Nhưng mà đối lập với tham á, có một điều chắc chắn là cái nào mà không có vương vấn, không có dính mắc, không có bám víu, cái đó là vô tham. Dạ. Không có bám víu là một lẽ, mà cái quảng đại chia sẻ nó là một lẽ khác. Giờ đó quý vị nhớ rằng ở đây chúng ta nói rằng nó lại chữ vô tham ở đây nói là để dịch chữ alopha là nó không có nói quá, nhưng mà nó là thiếu. Dạ, nó chưa đủ. Khi mà mình học ở đây mình nhớ rằng cái ngữ và nghĩa đó nhiều khi phải biết. Không thể học Phật học bằng cái sự hiểu biết về ngôn ngữ không. Trong cái bốn pháp á, mà gọi là vô ngại, thì trong đó ngoài cái pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, còn có từ vô ngại và biện vô ngại nữa. Thì cái hiểu mà về ngôn ngữ không đủ, mà chúng ta phải hiểu về nghĩa, hiểu về pháp, cái đó là cái rất là cần. Khi mà học Phật, nhất là học thắng pháp, học thắng pháp, phải lưu ý điều này. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại một lần nữa trong cái phần cẩn thận đó. Đôi khi chúng ta hay nghĩ đến cái trạng thái vô tham, vô sân, vô si đó. Nó là một cái gì rất là nổi trội, rất là to lớn trong đời sống. Nhưng mà bây giờ chúng tôi nói rằng cái trạng thái vô tham nó có mặt ở trong tất cả thì trong tình hảo. Một học sinh nhỏ ngồi chăm chú học bài thì nó không có chuyện gì để nói là em học sinh đang học bài đó là có trạng thái hào phóng, có trạng thái buông xả đó. Nhưng mà ở trong cái sự chăm chú học bài đó, nó có một điều rằng ít nhất trong giờ phút đó nó không có cái sự dính mắc. Nếu em đó ham chơi, vừa học vừa nghĩ đến đồ chơi, nếu em đó vừa học vừa nghĩ đến đồ ăn, nếu em đó vừa học vừa muốn chạy ra ngoài chơi với bạn, thì em đó không thể học một cách bình thường. Mà khi mà mình học được là mình không bị chi phối những việc khác. Bởi vì bên Mỹ đó, người ta có nói như vậy là có nhiều người hiểu lầm, tưởng rằng trẻ em Việt Nam thông minh hơn trẻ em của Mỹ. Thật ra người Việt Nam có thông minh, nhưng người Mỹ họ cũng thông minh. Chỉ có điều đó là trong cái nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em Việt Nam còn nhỏ đi học đó, thì cha mẹ cứng rắn hơn. Cái giờ các em coi TV nó ít hơn. Và nhờ coi TV ít hơn, các em có nhiều thời giờ để học hơn. Còn trẻ em của Mỹ đó, thì cha mẹ dễ dãi cho nó coi TV nhiều. Mà khi nó coi TV nhiều hay chơi game nhiều thì nó học dễ hơn thôi. À, ví dụ mình đang đi học mà mình mê coi TV hay là mình mê chơi game thì họ không cho có giỏi được, trừ khi là mình là một thiên tài. Ý chỉ đơn giản như vậy. Tại là khi học mà không có mê TV, không có mê game, cái đó là trạng không dính mắt. Và cái không dính mắt đó nên hiểu thực tế rất là vĩ mô, chứ không nên hiểu nó là nó là xả tài, nó là sự hào phóng quảng đại, nó là một cái sự xả kỹ vân vân. Hiểu vì nó quá lớn, dạ, hiểu quá lớn, hiểu cái cách là vĩ mô nhất. Chúng ta nhớ rằng trong tất cả trong tình hảo đó đều có cái đặc tính là không có vướng mắc, không có dính chấp. Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc tất cả quý Phật tử khi mà học thắng pháp, có lẽ quý vị quen rồi, quý vị hay nghe bài giảng thì thôi,
Nhưng mà khi chúng tôi còn nhỏ đó, có một điều mà chúng tôi lúc đó nghĩ là nó không có lợi ích gì hết. Đó là Ngài trên sự thầy dạy chúng tôi đó, Ngài có cái bản, một cái biểu đồ chư pháp mà Ngài gọi là bản niêu chi pháp để ngay trước mặt. Và trước khi giảng Ngài cũng chỉ vào đó, và sau khi giảng, ở trong lúc giảng thì Ngài cũng chỉ đến chịu. Quý vị Phật tử chịu khó nhận dạng cái thuộc tính vô tham nằm ở đâu trong lúc đó. Ví dụ như là thuộc tính vô tham nằm ở trong 19 cái 19 cái gọi là chúng tôi xin lỗi quý vị, ở trong sum chúng tôi không có làm được bây giờ. 19 cái thuộc tính tịnh hảo biến hành, rồi cái 19 tịnh hảo biến hành đó, nó nằm ở trong 25 cái thuộc tính tịnh hảo, 25 thuộc tính tịnh hảo nó nằm ở trong 52 cái thuộc tính của tâm. Chúng ta phải hiểu một cách rất là chính xác như vậy và làm quen với đồ biểu như vậy. Bởi vì những bài học sau này đó, chúng ta rất là cần, khi mà mình nói đó, thì mình biết rằng cái pháp đó nằm ở đâu. Cái này rất là có lợi. Ngày nay của Tây Phương, thưa quý vị, người ta hay dùng tới một cái phương pháp gọi là audio-visual. Audio-visual chúng ta gọi là thính thị, là nghe và nhìn. Khi mà chúng ta học cái gì trừu tượng thì chúng ta không nhớ nhiều. Nhưng mà có những cái học cụ, mà những học cụ giúp chúng ta nghe và nhìn đó, thì nó dễ nhớ. Và cái biểu đồ chư pháp đó là một cái dụng cụ của thính thị. Và mình nghe, tai nghe thì mắt thấy, và do tai nghe mắt thấy thì chúng ta dễ nhớ hơn. Cái này là cái cần. Dĩ nhiên là không phải là vì chúng tôi muốn làm cái biểu đồ mà ngày nào cũng phải làm cho quý vị rồi để nó chơi đâu, không phải. Mà thật ra chúng tôi muốn quý vị nhớ, vì nhớ cái thuộc tính nó nằm ở trong nhóm nào, nó nằm ở trong loại nào. Và ban đầu thì bây giờ mình không có lợi ích gì hết, nhưng mà về lâu về dài đó, thì nó sẽ có lợi cho chúng ta. Có lợi cho chúng ta rất là nhiều. Thì thưa quý vị, hôm nay đó, Thượng Tọa Tuệ Siêu, vì cả ngày chỉ là Phật sự Thượng Tọa rất là mệt, do đó phần sau thì Thượng Tọa không có giảng. Chúng tôi sẽ làm các câu trắc nghiệm về thuộc tính của tham, và chúng tôi muốn quý vị Phật tử tham gia và trắc nghiệm ngày hôm nay. Nhưng mà trong lúc mà soạn các câu trắc nghiệm thì để xin thỉnh Sư Nguyên Thông, nếu Sư Nguyên Thông có mặt trước máy và Sư Nguyên Thông nghe được, không biết Sư Nguyên Thông có mặt trước máy không quý vị hả? Chúng tôi không thấy có Sư Nguyên Thông ở đây. Có vị nào thấy, có thấy Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Hôm nay là một ngày mà chúng tôi không thấy Sư Nguyên Thông và cũng không thấy. Bây giờ như vậy, chúng tôi nhờ một Phật tử nào ở trong room có quan hỷ đọc lại cái bài học mà chúng ta nghe lại thì nó cũng tốt. Và trong lúc quý vị đọc bài học này không có dài, quý vị đọc vài phút rồi xong thôi. Và quý vị đọc vài phút xong, chúng tôi sẽ trở lại với các câu trắc nghiệm. Và xin mời cô Lăng Gia Nguyệt. Dạ, nó mới bắt tay ra cho cô xin được đọc lại bài học. Bài học hôm nay, giáo trình tháng 6 Abhidhamma, bài 46, thuộc tánh vô tham, Alobha Chetasika. Thuộc tánh vô tham, Alobha Chetasika, là một trong 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, có nghĩa là có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Thoạt nghe tên gọi thuộc tánh này có thể khó lượng định hết tầm mức quan trọng. Ngay cả trong danh mục được liệt kê sau tính, niệm, tàm, quý, cũng không vì vậy mà được hiểu là kém cạnh. Hiểu chính xác thuộc tánh vô tham là gì? Trước hết, nên biết chữ vô tham ở đây không chỉ đơn giản là không có tham. Có những tâm không có thuộc tánh tham, nhưng không gọi là tâm tịnh hảo, vì thiếu thuộc tánh vô tham, như các tâm vô nhân. Vô tham
là một trong sáu căn cội tâm lý tạo nên hiện tượng bất thiện và tịnh hảo. Sáu căn cội này, hay gọi chính xác là sáu nhân, có ảnh hưởng lớn đối với tâm ý. Cách dùng từ vô tham, alopha, rất tốt để không nói quá nhưng lại nói thiếu. Không phải khi có tâm vô tham có nghĩa là không bám phiếu, mà còn có nghĩa xa hơn là từ bỏ, xả ly. Cũng như những thuộc tính tịnh hảo khác, thuộc tính vô tham cần hiểu theo nhiều khía cạnh. Thuộc tính vô tham hiểu theo cách nói vĩ mô. Thử dùng hai thí dụ sau để hiểu về ý nghĩa của vô tham. Có lúc người ta chế tạo điện thoại cầm tay, tuy mẫu mã đẹp nhưng lại bị lỗi, là thường lưu lại vân tay hay các vết bẩn. Giữ lại vết bẩn được thí dụ cho thuộc tánh tham. Có những loại kim loại không lưu lại vết bẩn, không vướng mắc, chưa hẳn là vô tham. Thí dụ như lá sen gặp sương sớm hay mưa chiều không bị thấm ướt vì có lớp bao trơn láng, tức là waxing coat. Lớp bao đó có thể thí dụ cho thuộc tánh vô tham. Như vậy, vô tham ở đây không đơn thuần là không dính mắc, mà là chất liệu khiến tâm không dính mắc. Vô tham hiểu theo cách nói đại loại. Trong cách nói đại loại, căn vô tham là căn bản để thể hiện sự xả ly, từ bỏ, bố thí, xả tài. Một người không lấy của vi nghĩa cũng là vô tham. Chia sẻ những gì mình có cũng là vô tham. Một bậc quân vương từ bỏ ngai vàng đi xuất gia cũng là vô tham. Một thiền giả chứng sơ thiền rồi có thể tiếp tục bỏ trạng thái sơ thiền để tiến lên nhị thiền cũng là vô tham. Một bậc tu chứng tuệ giác nhìn thấy tất cả sở đắc, sở chứng không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta cũng là vô tham. Vai trò của thuộc tánh vô tham trong các tâm tịnh hảo. Có thể hiểu, thuộc tánh vô tham khi tâm ý tiếp tục đi tới một cách trơn tru mà không bị vướng mắc. Thí dụ như một nhóm học sinh đi du ngoạn, có một người đi theo chịu trách nhiệm nhắc nhở cả nhóm đi đến nơi về đến chốn, chứ không vì một vài nơi quá đẹp, quá vui mà quên cả đường về. Ngữ và nghĩa. Đức Thế Tôn là đấng Pháp Vương. Ngôn ngữ mà Ngài dùng để tuyên lưu chánh pháp, phong phú mà chân xác. Người học Phật cần lưu ý cách dùng từ theo thể phủ định. Thí dụ, thay vì nói về khổ đau và hạnh phúc, thì Phật dạy khổ và sự diệt khổ, đi rồi thật. Hạnh phúc đôi khi mang nhiều ý nghĩa như sự diệt khổ để nói về Niết Bàn. Trong trường hợp chữ vô tham và xả ly, đối với thuộc tánh alopha cũng cần được cân nhắc. Nên cẩn thận. Tất cả những trạng thái quảng đại, hào phóng, xả tài đều là thể hiện nổi trội của thuộc tánh vô tham. Nhưng đối với đời sống hàng ngày thuộc tánh vô tham, những tâm tịnh hảo thường đơn giản là trạng thái không vướng mắc. Nếu có vướng mắc thì không thể đi tới một cách thanh thản, nhẹ nhàng. Có thể hiểu là trạng thái không nặng lòng. Minh họa phân chia thuộc tánh, hình ảnh phân chia thuộc tánh và hình ảnh thuộc tánh vô tham. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là thuộc tánh tàm, thuộc tánh quý. Bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh vô sân. Trong khi chờ đợi thượng tọa giác đẳng đưa ra câu trắc nghiệm, thượng tọa đã đưa ra câu trắc nghiệm số 1 rồi, con kính thỉnh thượng tọa trở lại một bức thầy nhé. Xin cảm ơn cô Lâm Dương Nguyệt. Thưa quý vị, bây giờ thì vì không có chư tăng vì đó ở đây hôm nay nên do đó chúng tôi dạ thấy có sư Nguyên Thông rồi, chúng tôi xin được
đưa ra một câu trắc nghiệm và mời Thỉnh Sư Minh Thông cho đáp án câu trắc nghiệm này và mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm. Khi nãy chúng ta có nghe cái thí dụ nước đổ lá sen, như giọt sương trên lá sen chẳng hạn, thì cái hình ảnh nó nghe nó rất là thơ mộng, rất là thiên nhiên. Nhưng mà trong cái văn hóa Việt Nam chúng ta còn còn có câu mà chúng tôi không biết nó có gần gũi hay không. Ở chùa thì chúng ta nghe nước đổ đồ vịt. Nước đổ đồ vịt. Nước đổ đồ vịt là nước mà con vịt nó có đặc biệt là nước đổ trên đầu nó không có dính. Nước đổ đồ con vịt không có dính, giống như nước đổ lá sen vậy đó. Thì như vậy đó, chúng ta thử xem coi ở trong ba bốn câu A, B, C, D này, câu nào có thể dùng được gọi là ví dụ của trạng thái vô tham. A đó là thuộc tánh vô tham, được ví dụ bằng cái đầu vịt. Đầu vịt với ví dụ thuộc tánh vô tham. B là nước, nước được ví dụ cho thuộc tánh vô tham. C là cái lông vịt. Cái lông ở trên đầu, cái lông nó không có thấm nước và nó không giữ nước lại. D là ba con trên đều sai. Bây giờ thì thay vì chúng tôi nói rằng thay vì cái câu mà giọt nước trên lá sen đó, thì chúng tôi muốn thử dùng một cái thí nghiệm nước chảy, nước đổ đồ vịt. Thì quý vị lựa chọn coi ở trong bốn là A, B, C, D thì cái nào có thể là ví dụ cho cái thuộc tánh vô tham. Và không biết Sư Minh Thông có mặt máy và có nghe được. Nếu Sư Minh Thông nghe được, xin thỉnh Sư Minh Thông hoan hỷ commit để cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Một lần nữa xin hỏi Sư Minh Thông có nghe được không? Để xin thỉnh Sư Minh Thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Con chúng là đáp án cho câu trắc nghiệm số 1. Thì con bị problem về cái computer cho nên là nhẫn nhiên, nhưng mà theo cái câu trắc nghiệm số 1 này, trong thí dụ nước đổ vịt thì đi được thí dụ vô tham. Thì ông dịch nước đổ đổ vịt là cái thuộc tánh vô tham, là tại vì thí dụ như là nước mình đổ vô đó thì nó không có dính vào cái đầu con vịt gì hết á. Thì cái vô tham này nó có nghĩa là cái người hành giả đó trước cái sự cám dỗ của lục trần mà người ta không có dướng vào. Thì nước ở đây thì là một cái điều đó nó không rõ ràng cho nên không có kể vào đó. Nhưng con vịt thì cũng có thể là một cái hình, một cái điều chúng ta có thể tưởng được là lông vịt không có thấm nước. Rồi cái câu D là ba điều kiện trên đều là sai. Thì cái câu này theo con hiểu là thì nó không đi ăn nhầm vào trong này. Thành ra ở đây thì chỉ có cái đầu vịt và cái lông vịt đó thì nó có cái nghĩa đó. Ở đây thì con thấy Phật tử như là Giang Nhất Hạ và Sách Lăng và Nghĩa Phong Lan đi đầu chọn C. Thì cái này thì thấy con cũng thấy đúng điều đó. Nhưng mà cái đầu vịt thì cũng có nghĩa là một cái hình của cái nước đã không thấm vô đầu vịt, thì cũng như là cái tâm của một người giả đó đã có học Phật Pháp, hoặc là tâm của những vị A-la-hán là không có còn cái vướng bận gì cái dục trần ở trên cõi đời này nữa. Thành ra nếu mà con có thể chỉ chọn thì con chọn là A và C. Thì ở đây nếu họ bảo điểm nào sau đây được thí dụ thì có thể nói là điểm A và điểm C, chứ nó không có bắt buộc là phải nói là một điểm. Đó. Vì vậy cho nên ở đây thì con thấy là Phong Lan, Nguyên Tinh, Từ Mẫn là C, Gò Cá Biên Hòa, Quang Nguyệt là C, Châu Phan cũng là C, Pháp Lữ là D, Từ Bi là có C, Nguyên Tinh là D, Phan Liêm là D, Liên Sơn là D,
Thì ở đây có nhiều cái, nhiều người có cái, những cái nhìn khác nhau. Con thấy A là C, còn chữ B và chữ D thì nó không có, con thấy là không có đúng lắm. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, con thỉnh mời sư phụ trả lời mai, là vì cái câu hỏi này nó quá quá tế nhị, thành ra cái khả năng của con là không thấy được rõ ràng. Con chỉ thấy là A và C mà thôi. Theo cái hiểu thông thường là nước đổ đậu dịch và lông dịch là cũng là một cái hình tượng cho chúng ta thấy là nó không dính nước. Vì vậy cho con thấy là như vậy. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú, xin cảm ơn sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại cái thí dụ ở trong bài học đó là thật ra trong trong ngôn ngữ, trong văn hóa tiếng Việt thì mình nói là giọt nước ở trên lá sen đó, thì chúng ta nghe cái ý nghĩa rất là tích cực, rất là đẹp. Nhưng mà nước đổ đầu vịt đó là chỉ cho cái gì tiêu cực. Thí dụ như là mình nói điều gì đó mà mình nói hoài người ta nghe người ta không có thấm, nói hoài nó không có đi vào lòng người ta, thì chúng ta gọi là nước đổ đầu vịt. Ví dụ mình dạy học trò mà học trò ngu quá thì gọi là mình dạy giống nước đổ đầu vịt. Nhưng mà ở đây thì chúng ta tạm dùng cái thí dụ nước đổ đầu vịt. Như hồi nãy chúng ta nghe nói rất là trong sứ giải thường dùng cái ví dụ là nước với lá sen, thì nhiều người hiểu lầm là nước á, là vô tham, mà lá sen á đôi khi cũng nghĩ là vô tham, nhưng mà kỳ thật không phải như vậy. Nước á được ví dụ như là cảnh và lá sen chỉ cho tâm. Nhưng mà cái chất mà chúng ta gọi là waxy coat, tức là lớp bao, một lớp bao nhỏ ở trên lá sen đó, nó khiến cho lá sen không bị thấm nước đó. Thì lớp đó chúng ta gọi là dùng để thí dụ cho cái thuộc tánh vô tham, tức là một cái chất liệu khiến tâm không bị dính mắc. Thì chúng ta đem cái thí dụ đó để áp dụng qua cái hình ảnh mà nước đổ đầu vịt đó, thì nước cũng tượng trưng cho cảnh và đầu vịt tượng trưng cho tâm. Nhưng mà tại sao nước đổ đầu vịt mà nó không ướt, rồi tại trên đầu vịt nó có cái lông vịt, mà lông vịt nó có cái đặc tính là nó không có dính nước. Dạ, nó không dính nước. Thật ra ở đây cái mà thí dụ thật sự cho cái đặc tính vô tham đó là lông vịt trên đầu vịt đó. Dạ, cái lông vịt thì nó không có thấm nước. Không biết là có vị nào mà ở miền quê biết về chuyện này không, là con vịt nó lội dưới nước hay là nó lặn á, cái nó lặn nó nổi lên nó không ướt. Nhưng mà con gà đó, thưa quý vị, quý vị văng xuống nước cái lông gà này ướt, quý vị có biết chuyện đó không? Dạ, con cái lông vịt nó không có thấm nước chứ. Dạ, nó không thấm nước, mặc dù mình cầm lên lông gà lông vịt giống nhau, nhưng mà con gà mà quăng xuống nước sẽ lên ướt sũng, con chó quăng xuống nước ướt, nhưng con vịt nó lặn xuống rồi lên thì con vịt nó không thấm nước. Thì chúng ta tạm gọi cái lông vịt ở đây thí dụ là cái chất liệu, nó là một cái chất liệu làm cho không dính nước, giống như là trạng thái thuộc tánh vô tham. Bây giờ chúng ta bước qua câu trắc nghiệm số 2. Dạ, câu trắc nghiệm số 2, và xin thỉnh sư Thông trả lời cho đáp án này và mời quý Phật tử. Thì chúng ta có hai cách nói về vô tham, một cách nói vĩ mô và một cách nói đại loại. Thì câu A, B, C, D là câu nào là cách nói vô tham trong cách nói vĩ mô? A là chất liệu khiến tâm không vướng mắc, B là xả tài, C là bố thí, D là câu B và C. Mời quý vị tự trả lời và thỉnh sư Nguyên Thông hoàn thiện cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ có đáp án cho câu trắc nghiệm số 2, hỏi rằng câu nào sau đây là trạng thái của vô tham theo cách nói vĩ mô, tức là cách nói chính xác
chi ly. A là chất liệu khiến tâm không vướng mắc. Thì điều này nói là đúng như vậy, nhưng mà không biết cái chất liệu đó là gì. Nhưng mà cái chất liệu khiến tâm không có vướng mắc có lẽ là trí tuệ của chúng ta. B là xả tài, thì xả tài cũng là một cái hành động trí tuệ của cái người mà xả tài ra để đối trị lại những cái tánh bổn sẻn của chúng ta. Bố thí thì cũng như là xả tài, tức là một hành động của người có trí tuệ, có cái lòng từ, lòng bi, giúp đỡ người khác và cũng đã có cái trí tuệ để đối trị lại những cái tánh bổn sẻn của chúng ta. D là câu B và câu C. Câu C là đúng rồi, câu B là gì? Xả tài. Ở đây thì thấy rõ ràng là câu xả tài và câu bố thí là đúng. Thì đó là cái chất liệu để khiến cho tâm không vướng mắc, là cũng là xả tài, cũng là bố thí. Thành ra câu B xả tài, câu C bố thí là câu trả lời đúng. Kính thưa sư phụ, là con câu B và câu C. Ở đây chúng ta thấy là gọi các biên hòa là câu A, Quang Nguyệt là A, Sư Tuệ Trí là A, Pháp Lữ là D. Ở đây thì mình thấy là mỗi người có cái lòng tự tin vững vàng, chứ không phải là thấy ai làm sao mà làm vậy. Cho nên ở đây có câu trả lời là A, câu trả lời là D. Còn con thấy câu trả lời là B và C. Ồ, vậy là câu D. B và C tức là câu D. Vậy thì bây giờ thấy Phong Lan, Vệ Ngọc, Pháp Lữ, vân vân. Kính thưa sư phụ, ở đây thì có nhiều cái tư tưởng khác nhau và mỗi tư tưởng nó có cái hay của nó. Thì con thỉnh mời sư phụ cho đáp án để con học hỏi và đạo tràng cùng học hỏi chung. Con thỉnh mời sư phụ cầm ai. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe, con thỉnh mời sư phụ. Xin trên sư thông, thưa quý Phật tử, chúng tôi có nói trước đây đó là khi chúng ta nói về thuộc tánh, nó có hai cách nói. Một cách nói vĩ mô và cách nói quy mô, hay là cách nói đại loại. Thì cái cách nói của thuộc tánh là cách nói vĩ mô. Thường thường cái vĩ mô nó là trạng thái rất là tế nhị. Nó không có nhất thiết là nó nổi trội ra bên ngoài để chúng ta nhận biết được. Cách nói vĩ mô ở đây, ví dụ như là bây giờ mình nói đặc tính vô tham, tức là một sự không có dính mắc, không có vướng mắc. Thì cái trạng thái không có dính mắc, không vướng mắc đó, nó khiến cho tâm được đi tới, hay là khiến cho cái nguồn máy vận hành được trơn tru. Nếu mà nó có vướng cái gì thì giống như quý vị chạy chiếc xe mà nhớt mà nó dơ thì nó không có được chạy tốt. Hay là một cái chiếc xe mà nó chạy mà nó có bị kẹt cái gì nó không chạy tốt được. Nó phải trơn tru. Thì ở trong cuộc sống này, hồi nãy chúng tôi có ví dụ là một em học sinh ngồi học thôi, lúc học bài cũng là tâm tình hảo. Một em học sinh ngồi học bài tình thảo, thì trong tâm tình thảo đó nó không có gì gọi là xả tài, không gì bố thí hết. Nhưng mà trong cái tâm học đó, nó có cái thuộc tánh vô tham. Tại vì tất cả tâm tình thảo đều có thuộc tánh vô tham hết. Tại sao có tánh vô tham? Là bởi vì lúc đó em không có bị dính mắc vào cái việc chơi game, không dính mắc việc coi TV, mà đang chăm chú học bài. Và cái không vướng mắc đó thì chính là một cái cách nói vĩ mô của cái trạng thái vô tham. Thì câu trả lời của chúng ta là câu A. Và bố thí xả tài đó, nó là một sự biểu hiện có tất cách đại loại, có tất cách là nói rộng lớn, thể hiện ra bên ngoài. Thì trong đó nó có vô tham là đúng đó, nhưng mà không có bố thí, không có xả tài, không có nghĩa là không có vô tham. Như chúng tôi lấy ví dụ là một em học sinh ngồi học thôi là cũng có trạng thái vô tham lúc đó. Tại vì trong lúc học bài là không có tâm vướng mắc việc này, không vướng mắc việc kia. Rất là hoan hỷ là có thường tọa Tuệ Quyền vào trong lớp học vào giờ này. Tại vì hôm nay thực sự chúng ta cũng vắng các vị giảng sư. Bây giờ thì để xin thường tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3.
Rồi sau cuộc thắc kiều số 3 chúng ta sẽ trở qua phần thảo luận. Thứ vị thường thường ấy, là cuộc sống của chúng ta chỉ thích thú với cái tâm gọi là vướng mắc. Ví dụ như mình ăn một món ngon, mình mặc áo đẹp, hay là mình đi chơi một chỗ sung sướng, một chỗ hạnh phúc, thì bất cứ ăn ngon, mặc đẹp hay là đi chơi chỗ vui vui thích thì đó đều có sự gọi là hưởng thụ dính mắc. Có hưởng thụ, có dính mắc thì chúng ta có hạnh phúc. Bây giờ chúng ta nghe đến vô tham, nó không vướng mắc thì mình nghĩ nó đâu có hạnh phúc gì đâu. Nhưng mà thật sự là trong cái tâm tình hảo, cái tâm tốt đẹp thì nó luôn luôn có cái đặc tính là vô tham. Thì chúng ta thử tìm hiểu xem ở trong bốn câu sau đây thì cái câu nào nói lên cái tác dụng thật sự của đặc tính vô tham. A là sống tẻ nhạt vì không có gì thích thú hết, không có tham thì đâu còn gì để thích thú nữa. B là không bị kẹt vì vướng mắc. Dạ. C là chỉ có giá trị đối với người tu tập. D là khiến tâm ý được mắc nhiều. Bây giờ xin mời quý Phật tử trả lời và xin thỉnh Thưa Tự Quyền khoan hiện cho đáp án. Nam mô Bụt Tha, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai. Với giờ để chúng nghe rõ không ạ? Dạ quý vị nghe chúng tôi nói không? Dạ cảm ơn. Quý vị một lần nữa hỏi, xin hỏi nghe không ạ? Dạ cảm ơn từ bi, cảm ơn toàn thể đại chúng. Cùng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đế Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng Thượng Tọa Minh Hạnh. Đại đức Từ Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng kính chào chúng tôi cùng chư Phật tử. Câu hỏi số 2 hỏi rằng: trắc nghiệm, câu nào sau đây được nói lên tác dụng của tính vô tham? A. Sống tẻ nhạt vì không có gì thích thú. B. Không bị kẹt vì vướng vấp. C. Chỉ có giá trị đối với người tu tập. D. Khiến tâm ý được mắc nhiều. Đây là một cái câu trắc nghiệm, chúng ta nhớ cái tính vô tham. Nó vô tham tức là tâm không có bị dính mắc bởi bởi coi như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là cái ái chấp, hay là một cái gì đó mà nó không giải quyết được, nó câu thúc một cái gì đó thì đó, mà nó không có câu thúc một cái gì đó thì đó chính là cái tính nó vô tham, tức là không có bị dính mắc, không có bị câu thúc, không có bị lệ thuộc. Thì người đó nó có cái tâm tính, nếu mà cái tính vô tham nó là như vậy thì cái đời sống tẻ nhạt, không có gì thích thú. Quả thật cái đời sống tẻ nhạt, sống qua đời trời qua ngày, mà chúng ta biết đối với cái người sống lười nhác rồi cuộc đời sống coi như là đam mê một cái gì đó rồi xong thôi, không có cái chuyện gì nữa hết, sống cái kiểu như là tà chờ thời gian khi nào tới đầu tính tới đó vân vân, thì ở đó họ không có một cái tinh thần tích cực, thì đây không phải là cái tính của vô tham. Cái lý thứ hai, sống không bị kẹt vì vướng vấp. Có thể nó không bị kẹt ở đây tức là không có bị chấp thủ, hay không có bị vướng mắc một cái gì đó, hay không có mong cầu một cái gì đó. Thì nếu như chữ không bị kẹt mà vướng mắc đó thì câu này chúng ta khải dị, chúng ta thấy có cái tính vô tham nó nằm ở trong đó. C, chỉ có với người tu tập thì cái điều này chưa chắc. Người tu tập mà thành tựu tốt đẹp đó, thì nó là có tính vô tham rồi,
Nhưng là những người không tu tập thì họ có tính vô tham hay không? Nhiều khi đó họ có nhiều cái điều ở trong cuộc đời này, họ có nhiều cái điều kiện, họ không tu nhưng họ không có bị, họ cũng không có bị dính mắc, không có bị câu thúc. Thí dụ như có người vì có cái tài sản cho nên họ dính mắc trước cái tài sản của chính họ. Nhưng có những người có tài sản nhưng họ cũng không bị dính mắc, họ không có bị câu thúc, không bị câu chấp vân vân. Thì cái cho nên vì vậy cái câu này là cái câu mà chúng ta có một sự suy nghĩ nó khác hơn. Tức là không chỉ có người tu tập mà người không tu tập họ cũng có thể không có bị họ cũng có thể có cái tâm vô tham khởi lên. Cho nên chúng ta không chọn câu C này. D, khiến tâm ý được mát dịu. Có thể nói rằng cái tính vô tham thì trở nên tâm nó, chúng ta gọi nó mát dịu chứ tâm nó bình đẳng. Còn tâm được mát dịu là nó đối với cái tự tâm, cái sân tâm, thì chúng ta thể hiện cái tự tâm, tâm nó mát dịu. Nếu như cái ý niệm mà Thượng Tọa đặt cái câu ở đây, cái chữ mát dịu này, chúng ta biết là nó không phải là cái tâm vô tham, nó là cái tâm mát dịu, cái tâm nó nhẹ nhàng, cái tâm nó không có bị dính mắc. Mà chúng ta đọc trong cái kinh văn đó, khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu, nó nhẹ nhàng, nó như thế. Còn tâm mát dịu là tâm được nuôi dưỡng bởi tự tâm, được nuôi dưỡng bởi sân tâm. Xin lỗi, được nuôi dưỡng bởi tự tâm. Không có sân hận thì tâm nó trở nên nó mát dịu, nó tươi mát. Cái người có cái tâm mát dịu chưa chắc người đó lại vô tham à. Cái tâm họ nhẹ nhàng như chưa bị dính mắc, tâm nó mát dịu như điều mà chưa chắc khi mà vì cái cảnh tham nó xuất hiện thì họ có chấp hay không, cái đó là chuyện khác nữa. Thì xin ghi nhận cái tấm lòng của cái sự đóng góp của chư Phật tử có sự tham gia là Lily, DC là B, Đứa Đữ Tự Tri là B, Giang Nhật Hà là B, Quỳ Ngọc là B, Pháp Lữ là D, Phan Quang Liêm là D, và B, Châu Phan D. Rồi các biên hòa là B, Ba Nguyệt là B. Và tất cả đã có nhiều cái sự trả lời khác nhau. Cô Như Quỳnh là B, Từ Bi Ba là D. Và riêng chúng tôi thì nếu như cái đời sống không bị kẹt vì vướng vóc hay là bị vướng mắc, hay không có bị câu thúc, không bị câu chấp, thì là chọn câu của B. Còn nếu như nói là tâm mát dịu thì vô tham, nó không có bị động, bị sầu, nhưng chưa chắc là mát dịu. Bởi vì tâm mát dịu thì cái tâm từ bi, nó trái lại với cái tâm từ bi đó chính là cái tâm, trái lại với cái tâm sân chính là cái tâm từ bi. Thì kính bạch Thượng Tọa, trên cái nhìn của chính con cùng với chư Phật tử cũng có những sự dị biệt, thì kính cung thỉnh Thượng Tọa quay trở lại để ngài đáp án, xác định cái đáp án này. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ. Sao thú kính trường Thưa Thượng Tự Quyền và thưa thì cô đáp án câu 2, câu 3 đáp án của chúng ta là câu B. Tức là một ở trong cái tác dụng quan trọng của vô tham là khiến cho chúng ta không bị vướng vấp. Ví dụ như mình đi đến nơi về đến chốn, mình đi được là nhờ mình không có vướng vấp vào cảnh đẹp ở bên đường. Nếu mà có gì đẹp, có gì mình thích quá, mình kẹt ở bên đường thì mình không đi đến nơi về đến chốn được. Bây giờ thì có một câu thảo luận số 1 xin thỉnh từ đạo Tự Quyền Quan Hỷ trở lại đó, là khi mình không tham thì có còn tha thiết chăng? Và người ta nói rằng cái xã hội ngày nay phát triển được là nhờ cái lòng dục hay nhờ sự ham muốn của chúng ta nhiều. Chúng ta ham làm giàu,
chúng ta ham những cái tiền nghi nhà cửa, chúng ta ham muốn thỏa mãn thị dục, và tất cả những sự ham muốn đó nó khiến chúng ta chịu khó đi làm, đột tắt mặt tối để làm việc này việc kia, và xã hội như vậy được tăng thịnh nhờ kinh tế. Bây giờ khi mà mình nói đến chuyện mà vô tham thì nó có làm cho chúng ta mất động lực, mất cảm hứng không, mất sự tha thiết không? Ví dụ như là có nhiều người đi tu mà nhờ vào cái sự dính mắc mà muốn làm trụ trì, muốn làm muốn xây chùa, muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Bây giờ nếu mà mình không có muốn ấy, thì lấy gì để tha thiết? Kể cả muốn đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền ấy, là muốn đắc tu đà quần, tứ đà hàm, vân vân, thì xin thượng tọa Tiểu Quyền Khoa Nghĩ chia sẻ một vài cái suy tư của thượng tọa về những này. Cái tính thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, và kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý vị. Đây là một câu hỏi quá hay, kính thưa quý vị. Có những cái trạng thái ước muốn, có những cái động lực để thúc đẩy, mà chúng ta phải có mục đích, chúng ta phải có một kỷ niệm, có một ý chí và có mục đích, có cái ước nguyện. Bởi chúng ta cũng nghe trong kinh nói chăng nó rằng với cái tiếng nguyện vọng, ý chí sẽ dẫn dắt người. Thì có nguyện vọng và ý chí, nó có nhiều cái nguyện vọng, có nhiều cái ý chí. Cái ý chí mà nó đưa đến mà chúng ta gọi là đưa đến cái sanh tử khổ đau đó, thì đó chính là một cái là cái đời thường. Thì dầu người tu, nếu như mình muốn làm trụ trì, mình muốn làm pháp sư, mình muốn làm ông thiền sư, mình muốn làm cái này cái nọ đó, chính cái muốn đó cũng vẫn là cái tham. Còn một cái tham mà chúng ta muốn, thí dụ bây giờ người ta muốn chấm dứt cái sự đau khổ, người ta tu tập, người ta dùng hết cái sức để người ta phấn đấu, để người ta thành tựu cái quả bồ đề, hay người ta thực hành pháp độ, thì cái tính này là cái tính khác. Nó đây là chúng ta biết là có những cái vô tham á, có những cái tham nó cần cái động lực, cái tham thì cần động lực là đúng rồi, nhưng có những cái vô tham á, mà chẳng hạn như chúng ta hướng tới và chúng ta gọi là ba la mật á, chúng ta tu ba la mật á, chúng ta không cầu danh, chúng ta không cầu cầu phước, cầu để dục giới sắc giới gì cả, mà chúng ta chỉ do cái nhân này, do cái hành động này, do cái thiện sự này, xin hãy kết tụ đạo tràng cho chúng ta, kết tụ bồ đề cho chúng ta để chấm dứt sanh tử khổ đau. Thì kính thưa quý vị, tuy là cái đó nhưng điều họ cũng có nhiều cái động lực, có nhiều cái sự phấn đấu. Nó khác hơn là một cái sự phấn đấu mà để đạt được một cái gì đó mà nó thuộc về thì chúng ta gọi là vật chất, tiền bạc, danh vọng, địa vị. Thì cái này nói thẳng là tham, nó là chính là cái pháp dục, tham dục hoặc là pháp dục, hai cái đó là phải có. Muốn làm cái việc thiện để chúng ta sanh thiên, thì đây chính là cái tham này, nó thuộc về cái pháp dục. Nên rằng là chúng ta làm cái điều thiện, chúng ta xả tài xả thí, đó cũng là một cái đưa đến nguyên nhân đó. Nó dứt trừ đi một cái sự tham chấp. Nhưng để đạt được cái tính vô tham thì nó là một vấn đề khác, nó cao hơn. Bởi cái tính vô tham thì nó không còn bị dướng mắt. Thí dụ con người có thể bỏ tiền của được, nhưng điều người ta không thể bỏ cái danh vọng được, người ta không thể bỏ cái cố chấp, cái ái chấp của ta được, không bỏ cái ngã, cái ta, cái chấp của chính họ. Đây là một điều mà chúng ta nhớ là không phải đơn giản. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta hiểu biết được Phật pháp, thì cái cách mà chúng ta cầu, chúng ta làm những cái việc lành, những cái việc thiện để tạo ba la mật, hay là để cầu mong chúng ta chấm dứt sanh tử khổ đau, thì cái vô tham đó đó, xin lỗi, cái cách mà chúng ta ước cầu đó đó, nó cũng mang tính nó mang tính vô tham. Bởi vì cái trạng thái mà chấm dứt sinh tử khổ đau, cái đó nó không phải hưởng lạc, bởi nó phi khổ phi lạc mà. Nếu bạn trạng thái tịch tịnh vắng lặng, nếu như lạc có, tức là thọ có, thọ lạc có mặt,
Thấy thọ có thì xúc có, xúc có thì thọ có, thọ có thì cái gì có thì tham ái có. Tham ái có thì sinh tử khổ đau có mặt. Chấp thủ và nghiệp thủ sinh thủ sẽ có mặt. Ở đây chúng ta muốn chấm dứt cái sinh tử khổ đau, muốn không còn cái vui, không còn cái buồn trong cuộc đời này, một trạng thái tiền tình tỉnh vắng lặng. Thì cái này thấy nó đơn giản nhưng không có dễ dàng làm đâu. Bởi vì làm á, là tôi phải có cái này, tôi phải có cái kia. Có nhiều người nhà thơ, cô làm để cô cầu mong, cô làm phước đó để vì cái tính ba la mật. Thì đây cái cách nối này rất hay. Hay họ làm họ tu tập, họ nhìn giữ giới, hay họ làm các cái việc phước để dứt bỏ cái lòng bổn xẻng của mình, hay là mà tu tập để dùng cái chánh niệm để có cái sự tỉnh giác, để nhận thấy được cái tâm của chúng ta chấp thủ, cái tâm của chúng ta nó sanh diệt vân vân. Tính đó là cái tính nguồn tham, còn lại tất cả thì không là tham dục nặng nề, thì cũng hướng tới pháp dục, đó chính là tạo tác các việc lành. Mà thường thì nhiều khi chư Phật tử bị những tình huống này mà chúng ta không có hiểu. Quý vị biết đó, khi chúng ta hướng tới cái vô tham, hướng tới cái đỉnh cao, thì ở dưới cái quả phước, cái điều tốt đẹp nó vẫn xảy tới, nó cũng vẫn phát sinh tới cho chúng ta. Chúng ta không dạy gì, chúng ta ước cầu chúng ta sanh về cõi trời này, sanh về cõi thiền kia. Nào chỉ cái tâm mà khó đạt được, đó chính tâm đại thiện mà phối hợp với sơ đạo siêu thế, nó khó lắm. Mà khi chúng ta đạt được các cái tầng thiền thiện, tâm đại thiện, dục giới hay là tâm đáo đại của thiền sắc giới, hay thiền vô sắc giới, tâm thiền vô sắc giới, tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc giới, thì cảnh giới đó đạt được. Nhưng nếu như cảnh giới chỉ có khó nhất là tâm thiện đó, cái vô tham đó mà nó phối hợp với bát chi đạo, một trong hay tâm đạo siêu thế, nói gì thì đúng hơn, đó tâm đạo siêu thế. Thì cái thưa quý vị, khi chúng ta đạt được một cái có khả năng, cũng như bây giờ chúng ta luyện công, chúng ta đạt đến cảnh giới nó cao quá rồi, thì những cái cảnh giới ở dưới thì nó rất nhẹ nhàng, chúng ta có thể thành tựu được. Nếu như tâm của chúng ta ước cầu, chúng ta ước muốn thì nó không khó. Cũng như một vị mà muốn chứng đắc thiền thì nó dễ, mà muốn chứng đắc đạo quả thì nó rất là khó. Mà khi chúng ta chứng đắc đạo quả rồi, chúng ta chứng đắc thiền thì nó rất là nhanh. Đó là cái chắc chắn như vậy. Còn từ chúng ta có chứng đắc thiền, chúng ta qua chứng đắc đạo thì nó là một cái pháp mà hết sức là cái mạnh mẽ, nó đa năng hơn, nó quảng bá hơn. Cho nên vì vậy hỏi rằng là không tham thì không có tha thiết. Thí dụ người tu tập thì nói cách khác là vô tham, nó khiến chúng ta thiếu động lực để phấn đấu. Kính thưa quý vị, cái trạng thái tâm của con người mà thiếu cái sự phấn đấu, bởi vì họ có là lười nhát hay tức là không đam mê, nói theo cuộc đời tức là không đam mê, hay không có cái tâm hướng cầu, hay có cái mục đích. Còn nếu một người tu mà tâm tốt đẹp, mà cái sự mong cầu, cái sự hướng cầu của họ đến cái điều tốt đẹp, mà đó tức là chứng đắc đạo quả, hay là đây mới gọi là ý tâm của tâm mê vô nhân a sở quắc khai gia quá an hồ tú. Do công đức này sẽ chấm dứt sanh tử khổ đau, do công đức này mình sẽ không bị vướng vấp, mình sẽ không bị hạn cuộc ở trong cuộc đời. Thì đây là một việc hết sức là tốt đẹp, hết sức là đặc biệt, mà nhiều khi nếu như chúng ta có cái sự suy tư, có sự suy nghĩ, thì nó sẽ là một vấn đề hết sức là đặc biệt, hết sức là to lớn để tất cả chúng ta được thành tựu, được như ý nguyện. Dạ, thì chúng mình thượng tọa đây chính là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có đi cầu một chút thì chúng con thân thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy á.
sa thú kính trình sư tổ Tây Quyền. Sư Minh Thông ơi, sư Minh Thông có nghe được, nếu sư Minh Thông còn ở trước máy, xin thân sư Minh Thông hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 2. Dạ. Sư Minh Thông có trường hợp như vậy là mình tham mình bị vướng mắc, nhưng mà có những người đặt ra một cái mục tiêu lớn để không vướng mắc cái nhỏ. Thí dụ như là thay vì học trung học xong tốt nghiệp high school ra rồi đi làm để kiếm tiền, thì vừa nói là mình dặn lòng là chịu khó sống đạm bạc, chịu khó cố gắng học hành, 5-7 năm nữa mình tốt nghiệp ra rừng là bác sĩ rồi thì cuộc sống mình sẽ tốt hơn. Thì như vậy nhờ đặt ra một cái mục tiêu lớn hơn mà khiến cho chúng ta không bị vướng vấp cái tầm thường này. Nếu mà nói cho cùng thì cái mục tiêu làm bác sĩ hay mục tiêu làm kiếm tiền nó đều là tham hết, một cái tham lớn, cái tham nhỏ. Thì như vậy nếu mà mình đưa ra cái tham lớn mà để diệt trừ cái tham nhỏ thì có nên hay không? Trên cái nhìn của người học Phật, xin kính thỉnh sư Nguyên Thông Quan Hỷ chia sẻ vài suy nghĩ về điều này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lệnh sư phụ đáp án cho câu thảo luận số 2. Hỏi rằng chúng ta có nên dùng tham lớn để giảm thiểu tham nhỏ, thí dụ như ước mơ làm bác sĩ y khoa, nên không đi làm để kiếm tiền sau khi tốt nghiệp trung học. Chúng ta có thể nên dùng tham lớn để giảm thiểu tham nhỏ, thí dụ như là ước mơ làm bác sĩ y khoa, nên không đi làm kiếm tiền sau khi tốt nghiệp trung học. Chúng ta có nên dùng tham lớn để giảm thiểu tham nhỏ, thí dụ như ước mơ làm bác sĩ y khoa, nên không đi làm kiếm tiền sau khi tốt nghiệp trung học. Dạ, cái câu này thì nó cũng có cái ý nghĩa là mình dùng cái tham lớn là đi làm bác sĩ y khoa, nên không đi làm kiếm tiền sau khi tốt nghiệp trung học. Là cái điều này con nghĩ rằng đa số cái người Việt Nam thì khoái bác sĩ, dược sĩ, và cho nên là họ sau khi tốt nghiệp trung học thì đa số đi làm bác sĩ, đó là người Việt Nam hay là người Á Châu là như vậy. Thì cái điều này thì dường như đó là một cái nét văn hóa đặc thù của người Việt Nam, mình không nên là chê hay khen, nhưng mà đây là cái bản chất. Đừng nói đâu xa, gia đình con thì đa số là có 3 đứa là bác sĩ, 1 đứa là thầy giáo, làm hiệu trưởng. Cho nên là cái người Việt Nam đó là như vậy, không phải nói là ai hơn ai không ai, nhưng mà trong cái tố chất của cái người Việt Nam, cha mẹ Việt Nam là muốn con mình học bác sĩ, dược sĩ hay là luật sư. Thì cái này là không biết là đúng hay sai, nhưng mà người Việt Nam mà học đến tiến sĩ rồi thì dường như họ dừng lại, họ không nghiên cứu nữa để làm bác học. Và cái đó là cái tệ của mình. Thì ở đây với câu thảo luận này đó, là chúng ta có nên dùng tham lớn để giảm thiểu tham nhỏ như ước mơ làm bác sĩ y khoa, cho nên không làm cái gì khác là sau khi tốt nghiệp trung học, đi vô học nghề hay là gì đó. Thì cái người đó như thành ra, kính thưa sư phụ, ở đây thì cái câu hỏi này nó nói lên là cái bản chất của đa số của cha mẹ người Việt Nam là muốn con cái mình đi về y khoa hay luật khoa hay là dược khoa. Cái đó là con nghĩ là tất cả những người Việt Nam mình đều giàu không nói nhưng mà đã chấp nhận cái điều đó. Ở đây chúng ta không thể nói là đúng sai, nhưng mà đó là cái bản chất của người Việt Nam mình. Thì với cái câu thảo luận này thì con thấy cái này là nó đúng với hầu hết của người Việt Nam mình. Thành ra ở đây là câu hỏi là có nên hay không? Chúng ta có nên dùng tham lớn để giảm thiểu cái tham nhỏ? Thì cái tham nhỏ với tham lớn ở đây thì mình dùng cái chữ tham nhỏ, tham lớn ở đây thì con nghĩ là nó cũng hơi gượng ép.
Nhưng mà bởi vì cái mục đích của con người ta là cái tiến bộ, người Mỹ nó công nhận rằng cái improvement là cũng quan trọng, chứ không có nghĩ là cái mình làm cái gì sai hay đúng hay là cái nào tốt hơn cái nào. Miễn là trong cái cuộc đời của mình mình có tiến bộ thì cái improvement là người Mỹ nó cho là quan trọng. Khi mình học văn hay mình học ngôn ngữ, học gì thì có cái tiến bộ là đúng rồi. Cho nên ở đây mình không nói là người Việt hay người Mỹ, nhưng mà cái ở đây là cái dùng cái tham lớn để giảm thiểu cái tham nhỏ, như là muốn làm bác sĩ y khoa hay là muốn làm một cái gì tiến sĩ về khoa học hay gì đó, thì để mà không có đi làm kiếm tiền như là làm thợ hồ thợ mộc gì, sau khi mà tốt nghiệp trung học rồi cũng làm kiếm tiền, nhưng mà cái đó nó không đem lại cái social standing, là cái địa vị xã hội trong xã hội. Thì cái người Việt Nam mình hay là người Á Châu thì nặng về cái người đó gì đó, còn hay là cái đó là cái quan niệm xưa. Chứ bây giờ đó, hồi xưa Việt Nam mình đó, nó là sướng ca vô loại, bây giờ sướng ca là tiền bạc không, là cái cô mà có một chút sắc đẹp rồi đó, đi về ca làm ca sĩ thôi bây giờ là trở thành tỷ phú trong vòng 1-2 năm sau. Thành ra cái nấc thang xã hội, là cái quan niệm về xã hội của chúng ta nó thay đổi rồi. Tất cả bây giờ đâu có dám ai chê ca sĩ đâu nữa. Tại vì họ giàu quá, họ có tiền bạc, họ có đời sống sung sướng hơn cái loại ca sĩ mà cách đây hầu thế kỷ thứ 18, 19, 14, 15. Thành ra ở đây thì đây là cái dùng cái tham lớn để cho người ta có cái social standing, là cái địa vị xã hội và hạnh phúc. Thì con thấy là tất cả mọi người đều là như vậy. Chứ còn nếu mà không dùng cái tham lớn đó, thì nhiều người ta là người hèn yếu, hoặc là không có khả năng, hoặc là lười biếng. Cho nên ở đây thưa sư phụ, khó mà nói đúng sai. Ở đây nếu mà chúng ta là học về Phật giáo thì nói cái tham lớn thì sự thật là con không nghĩ đó là cái tham lớn. Đó là cái con người ta làm việc để mà measure được cái ability của mình thế nào. Một người mà sống trên đời này mà không có bằng cấp và không có cái địa vị ở xã hội thì người ta gọi là cái loại đó bỏ đi. Nếu mà nói là cái người có cái địa vị xã hội mà cho người ta là thì con thấy không phải, không đúng lắm. Nếu một người mà không có cái địa vị xã hội thì cái người đó là cái gì, rác rưởi à. Cho nên dùng chữ tham lớn tham nhỏ này con thấy nó hơi cái gượng ép, là bởi vì sanh ra đời là phải đi học, mà nếu đi học là tham là không đúng, phải để học để biết. Cho nên là nhân bất học bất tri lý, không có học hỏi thì làm sao biết lẽ phải sống ở đời. Cho nên mà học thì đâu khỏi là gọi là tham. Cho nên cái này thì mình không thể mà đứng ở bên ngoài mình xét cái người đó họ đi học để làm bác sĩ hay là không làm bác sĩ. Nhưng mà cái người đó họ có cái lý của họ, và chính cái lý của họ làm cho họ hạnh phúc, thì cái điều đó là quan trọng. Con nghĩ rằng chúng ta trên trần gian này là phải có cái gọi là cái suy tư, người Tây nó gọi là an penser hay là a thinker, là mà cái điều đó là điều quan trọng, chính là cái sự mà suy nghĩ của chúng ta, biết tư duy của chúng ta, để chúng ta làm cái gì mà không hổ thẹn với lương tâm. Làm bác sĩ thì không phải là tham, làm bác sĩ có thể là cứu đời. Cho nên cái người ta mà đi làm bác sĩ thì nếu làm bác sĩ để tìm cái social standing, là cái position trong cái society đó, thì nói người ta tham, thì con nghĩ là không phải như vậy. Bởi vì làm người thì phải có danh gì với núi sông chứ. Cái chuyện đó là chuyện phải làm người. Còn nếu mà làm người mà không học thì là lười biếng. Cho nên cái vấn đề ở đây là đối với cá nhân cái người đó tham hay không tham, người đó tự biết tự tri. Chứ chúng ta là không có quyền mà xét đoán. Chúng ta mình đâu có nằm trong tim của người ta đâu mà xét đoán, mà mình là ai mà xét đoán người ta. Cho nên là cái vấn đề ở đây thì người hành giả đó mơ làm ác bác sĩ y khoa thì là cũng có tốt, nhưng mà mơ mà có thành tựu được hay không là vấn đề. Vì vậy cho nên mình phải biết sức mình.
Thành ra cái câu này, thưa sư phụ, nó đưa ra cho chúng ta nhiều cái sự tư duy, mà để cho mình tư duy cho mình, hay hoặc mình tư duy để mình có cái sự hiểu biết rõ ràng để mình dạy dỗ con cái của mình. Đó là vấn đề mà con thấy là nó quan trọng chỗ đó. Thành ra cái câu này thì theo con đó, thì con thấy rằng dùng cái tham lớn để giảm thiểu tham nhỏ, nhưng mà nói là dùng cái tham lớn, nhưng mà ngôn ngữ mình nói là vậy, nhưng sự thật là thà làm bác sĩ còn hơn mà làm một cái người không có nghề nghiệp gì mà để làm người xích lô xe kéo, thì cái đó là con thà là con làm tham lớn để làm bác sĩ hơn là để làm xích lô xe kéo. Cho nên nếu mà nói là tham lớn thì người ta nói sao cho nói, nhưng mà mình làm để có tiền thì dùng cái tiền đó để mình sống có cái đời sống mình thoải mái, đền ơn đáp nghĩa cha mẹ mình, mà giúp đỡ những người mà xung quanh thiếu có cái đời sống khó khăn, thì cái điều đó mà mình làm được như vậy thì cũng không thể cho rằng là tham lớn. Kính thưa sư phụ, con thì con thấy là như vậy. Con xin trao máy lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói không hết, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao tôi xin truyền sư Nguyên Thông. Thưa quý Phật tử, chúng ta rất cần để tìm hiểu ý nghĩa của bài kinh mà chúng ta đã học nhiều lần trước đây, đó là kinh Thánh Cầu. Ở trong đó Đức Phật Ngài kể về hành trình của Ngài từ một vị quân vương sống ở trong cung vàng địa ngục cho đến khi Ngài thành tựu đạo quả. Phải đọc kỹ và chúng ta tinh ý thì chúng ta sẽ nhận ra những điểm mà Đức Phật Ngài muốn đề cập đến. Ở đây chúng ta thấy rằng con người bình thường có hai cái chứng bệnh. Một đó là thiếu cái cái chí hướng hay là cái hoài bão cao cả. Con người lớn lên mà không có chí hướng, không có hoài bão cao cả thì cuộc sống trở nên tầm thường. Bởi vì chúng ta có cái chữ tan bồng. Người Trung Hoa họ dùng chữ tan bồng, họ nói đến một người con trai sinh ra ở đời và nhỏ thì người ta dùng cái cung bằng tan bồng, là cái cung bằng cái dâu đó, bắn về bốn hướng để mong cho đứa bé nó lớn lên và nó nuôi trí tại muôn phương. Đàn ông không thể rú rú một góc nhà mà phải sống tứ hải giai huynh đệ, kinh bang tế thế, phải có lập nên đại nghiệp với cuộc đời, là trí tại muôn phương. Nhưng mà thưa quý vị, có chí lớn đó là một chuyện rất tốt, nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu một lẽ khác đó, là con người chúng ta thường có cái bệnh rất là nặng, mà đặc biệt với người tu tập gọi là bệnh tự mãn. Mình được cái điều gì đó rồi mình cảm thấy bằng lòng, cảm thấy hãnh diện và mình đặt lấy điều đó. Ví dụ như mình có được một cái bằng cấp, mình có được một cái thành tựu về trong xã hội, có được một người bạn đời mà mình cảm thấy hạnh phúc, có được một cái cơ ngơi nhà cửa, mình cảm thấy bằng lòng. Và đến lúc nào đó thì mình dậm chân lại, mình không đi xa được nữa. Cái việc đó người đời á, vì có vấn đề đó là nhiều khi mà mình đối diện trước vị thầy, mình nói sapadukha nisaranipana sacchikaranathaya, và đối với tất cả sự khổ thì xin được vượt qua, và đối với giải thoát thì xin được thành tựu, đối với Niết Bàn sẽ được thành tựu. Đó là cái sơ phát tâm. Nhưng mà khi mà mình vào tu rồi đó, mình học được có một chút sở học thì mình tự mãn. Mình có được một ngôi chùa làm trụ trì, mình thỏa mãn. Người ta gọi mình là pháp sư, thiền sư, mình thỏa mãn. Và chúng ta không đi xa hơn nữa.
chẳng phải sao vậy? Tại vì thưa vì chúng ta bị cái bệnh thỏa mãn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng có hai vấn đề. Một đó là dễ thỏa mãn đó, thì chúng ta không có cái động lực đi tới. Mà nếu chúng ta có cái động lực đi tới là sự tha thiết đó, nó không khéo thì nó là một cái sở chấp rất là lớn, nó là một sự bám víu rất là lớn. Thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta một cái giải pháp như thế nào? Và đây là một cái chìa khóa rất là quan trọng khi mình học Phật Pháp. Dạ. Là Đức Phật Ngài, thứ nhất, Ngài khuyên chúng ta nên nhìn vào vấn đề của thực tại và lấy cái khuyết điểm của, lấy cái đau khổ của hiện tại làm cái động lực để vượt thoát. Thí dụ như chúng ta nói như vậy, là một người nghèo bị cuộc đời coi thường, ruồng bỏ, sỉ nhục, thì cái người nghèo đó đó, họ cần một cái tác động là làm sao mà mình sống tốt, làm sao mình sống vượt lên trên để người ta đừng coi thường mình nữa, mình giải quyết cái hiện tại. Thì cái chuyện mà mình đối diện với cái khổ bản thân mình, làm sao mình vượt khỏi cái khổ đó đó, cái đó thấy vậy mà nó rất là tốt. Bởi vì sao vậy? Khi mà Đức Phật còn là một vị quân vương sống ở trong hoàng cung đó, Ngài có một cái ý nghĩ rất là lạ, thưa quý vị. Nay ta bị sanh già đau chết chi phối, tại sao ta không tìm một cái gì đó mà không bị sanh già đau chết chi phối? Đó là một cái ý tưởng rất là cao cả, một ý tưởng rất là vượt thoát, nhưng mà không xa rời thực tại. Khi mà chúng tôi ngồi đây mình nghĩ rằng mình sẽ là trở thành bác sĩ, mình sẽ trở thành tỷ phú, mình trở thành người giàu có đó, cái ý tưởng xa rời thực tại. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng nay ta bị sanh già đau chết, tại sao ta không tìm một cái gì đó mà không bị sanh già đau chết? Ý tưởng đó nó vừa cao cả mà nó vừa thực tế. Tại vì rõ ràng hiện tại Ngài bị sanh già đau chết chi phối. Và chính vì cái ý tưởng cao cả này, Ngài có đủ động lực để bỏ lại tất cả rời khỏi hoàng cung. Nhưng mà khi Ngài đến với hai vị thầy đầu tiên là Alara và Uttaka, Kalama Alara, Alama Kalama và Uttaka Ramaputta, thì sau một thời gian rất ngắn, Ngài học, Ngài chứng, Ngài thành được đứng sở đắc của hai vị thầy. Và hai vị thầy đã đặt Ngài lên cái chiếc ghế giáo chủ ngang hàng với hai vị đó. Nhưng mà Ngài không bị kẹt. Ngài đủ cái đảm lược, Ngài đủ sự sáng suốt để từ bỏ ngai vàng. Thì một lần nữa Ngài đủ cái sự đảm lược, sự sáng suốt để Ngài từ bỏ chiếc ghế giáo chủ. Và Ngài đã chọn gì? Ngài chọn ba bó cỏ tranh ở dưới cội Bồ Đề. Đó là chỗ ngồi của Ngài. Những lần mà chúng tôi trở về Ấn Độ nhìn cội Bồ Đề, thưa quý vị, chúng tôi không nhìn thấy ở đó là bao nhiêu sự lộng lẫy, bao nhiêu cái những cái tảng đá, những cái hành lang được sơn son thép vàng, được tôn vinh. Mà chúng ta nhìn ở đó, đó là một gốc cây giữa trong rừng sâu, núi thẳm. Và dưới gốc cây đó, Đức Thế Tôn đã trải ba cái bó cỏ tranh mà ông Bà La Môn cúng dường Ngài, Ngài trải. Và Ngài lựa chọn Ngài ngồi trên đó. Ta sẽ ngồi ở đây, dù máu có khô, dù xương có mục nát, không có thành tựu quả vị vô thượng thì không rời khỏi nơi này. Ngài chọn chỗ đó, Ngài không chọn ngai vàng, Ngài không chọn chiếc ghế giáo chủ. Tại sao Ngài có thể chọn như vậy? Là tại vì Ngài có một mục đích là giải quyết một vấn đề thực tại, đó là sự khổ đau. Sự khổ đau nó không đơn giản. Nó không đơn giản là mình phải là thế này, mình phải là thế kia. Thành ra, khi một người học Phật sẽ thấy cái giá trị của đau khổ. Đau khổ và ý thức cái rõ về đau khổ đó, khiến cho chúng ta gắn bó với thực tế. Đau khổ nó có cái chất liệu khiến cho chúng ta vượt thoát. Đau khổ nó khiến chúng ta không tự mãn. Đau khổ nó khiến cho chúng ta thấy được cái tầm thường của những gì mà mình rất là tha thiết. Nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh đó, thì chúng ta thấy như vậy. Một vị tu tập từ bỏ cái hạnh phúc của thị dục,
để chứng trạng thái sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Sau khi chứng trạng thái sơ thiền, vì đó có đủ cái sự tỉnh táo để nhìn lại, à, sơ thiền là một sự thành tựu, nhưng mà do tư niệm phát thành, nó cũng vô thường, cũng bị hủy hoại. Do vị đó vì không chấp vào sơ thiền, và vị đó tiếp tục đi tới, không có thỏa mãn với nhị thiền. Sau khi chứng đắc nhị thiền, vị đó có khả năng hồi quán để tiếp tục đi tới. Ở trong thiền tông đó, Trung Hoa và Nhật Bản đó, họ có một cái câu thoại là hãy tiếp tục đi tới. Cũng tương tự như vậy, ở trong kinh điển Pali có một điều rằng một người tu tập đó có đi tới, có thành tựu, có khả năng buông xả và có khả năng tiếp tục lên được. Không có khả năng tiếp tục lên được là mình đặt cái nhìn của chúng ta rất là tầm thường. Con người chúng ta trong đời sống đó, thưa quý vị, chúng ta rất là dễ vướng vấp, rất dễ bị kẹt lại với cái tầm thường. Và Đức Phật khuyên là chúng ta phải có khả năng hồi quán, nhìn lại cái gì đó mà mình có thể thấy được. Ví dụ như bây giờ mình mới xuất gia, mình không kinh tụng được lâu lâu, mình cảm thấy tự hào quá, cảm thấy hãnh diện quá. Nhưng một lúc nào đó kính cung thỉnh thì rồi đặng cầm nước trở lại ạ. Dạ vâng, để vì ta lấy được cái lỗi cây mang về. Thì ở đây chúng ta thấy rõ một điều, đó là khi mà một người thành tựu về, gọi là có những thành tựu như là tính thành tựu, giới thiền định, giới thành tựu, thiền định thành tựu. Nhưng vì đã thỏa mãn với tính thành tựu, thỏa mãn với giới thành tựu, thỏa mãn với thiền định thành tựu, thì mình bị dậm chân. Cho đến khi đạt đến giải thoát thành tựu, giải thoát thành tựu là sẽ giải thoát viên mãn. Do vậy một điểm mà chúng ta nên thấy đó là mình tu tập thì rất cần tha thiết. Sự tha thiết quan trọng đó. Nhưng mà sự tha thiết đó nó không nên là một ảo tưởng. Sự tha thiết đó không nên rời xa thực tại. Cái mà mình đã thành tựu, cái mà mình đang thành tựu, cái mà mình đang có đó, nó chỉ là một giai đoạn. Giống như mình đi học, mình học lớp 1 mong được lên lớp 2, lớp 2 mong lên lớp 3, chứ không phải mình học lớp 1 lên lớp 2 rồi ô như vậy là đầy đủ rồi, mình không tiến nữa. Nhưng mà để đi tới đó thì không nên bám víu vào cái đang có. Nhưng mà không bám víu vào cái đang có không có nghĩa là chúng ta mất hoàn toàn cái sự tha thiết, không phải như vậy. Bởi vì nếu chúng ta hiểu thì chúng ta luôn luôn thấy rằng cái khổ nó là một chất liệu tốt. Chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi còn nhỏ đó, lúc chúng tôi đi học ở Gò Vấp đó, ở phòng một ông bác kể câu chuyện. Ông nói rằng ở trước nhà ông có hai căn nhà. Một căn nhà của một người miền Nam mà dân Sài Gòn đó. Thì ông chồng ông có chiếc xích lô đạp, mà ông có may mắn sau ngày nào đạp xích lô cũng là khá hết. Và có nhà đó, cha mẹ để lại đó, bây giờ đạp xích lô có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, hạnh phúc. Và ông bằng lòng với chuyện đó, rồi ông không phấn đấu. Trong cái nhà kế bên là một nhà người Bắc, mình miền Nam là Bắc Kỳ Nam Tinh đó. Vào trong miền Nam ban đầu che cái liều ở trong một miếng đất trống, nhưng mà rồi từ cái liều đó thì vợ chồng lo chi cóp làm ăn, rồi từ cái nhỏ ra cái lớn, rồi sau có 5-7 căn hộ là họ có sự phấn đấu. Thì chúng tôi nghe chuyện đó chúng tôi nhớ là dĩ nhiên cái đặc tính của chúng ta là đôi khi chúng ta rất là dễ bằng lòng, rất là dễ thỏa mãn. Cái sự bằng lòng dễ thỏa mãn đó nó không phải là tri túc. Đức Phật thường dạy rằng
hãy tri túc về tài vật, nhưng mà đừng có tri túc về thiện pháp. Đức Phật ngài dạy chúng ta một điều đó, hiểu cái hệ quả của khổ đau, hiểu về sự bất toàn của đời sống, hiểu về cái sự vô thường của giây phút hiện tại. Bởi vì khi mà chúng ta không có hiểu Phật pháp, chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật ngài dạy về vô thường, khổ vô ngã, tại sao Đức Phật ngài dạy về khổ đau trong tứ đế. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc cho kỹ thì những điều đó nó cho chúng ta một cái khả năng là vừa là hóa giải sự tự mãn mà vừa là có cái động lực đi tới. Khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta rất là quý cái giáo lý tứ đế. Mình hiểu khổ đau và hiểu sự vô thường của hiện tại đó, thì mình không có bám víu vào hiện tại. Nhưng mà do mình không bám víu hiện tại mà mình hiểu khổ đau, và đó là một chìa khóa rất là quan trọng. Thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Đa Đông Ma. Kính chân chư tăng đỡ vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Thay mặt việc thay mặt đại chúng trong room, kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bị mẫn dạy niệm Phật pháp hữu ích cho chúng con, hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lành tịnh thính pháp, kính chúc mừng quý ấp đi trợ cho các phần hành trong đó học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện tận hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Mô Bích Tha Dạ. Yang kinci kusala kamang kapa panggiri yang mamangkayena vaja manasa dinase sukatang katang yeta pasangino artiye yasanta asangino katang bunya palang mayan sabi paki pawantute yetang katang suwiditang lindang bunya palang mayan yeja tatanacanang dideva gantuahime kayung sabi lokam ye sata jivanta harane duka manunyam pojanam sabbe lapantum mamaye kalpani. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh, rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước kim. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiền nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na
Yeah.